chào các quý vị đồng nghiệp đến chương trình gặp gỡ đào tạo trực tuyến FIRE, gặp gỡ các chuyên gia. Đây là chương trình hợp tác giữa các hội khoa học và lâm sàng chuyên ngành hô hấp, bao gồm Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam, Liên chi hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Liên chi hội Hen dị ứng miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh và công ty AstraZeneca. Đây là chương trình được đề xuất bởi Hội đồng chuyên gia hô hấp VNIA, Hội đồng chuyên gia hô hấp Việt Nam đã được thành lập từ 2016. Chương trình này bao gồm có 5 số, mỗi tháng một số, và sử dụng một cái công nghệ gọi là công nghệ 4.0 rất phù hợp với cái điều kiện mà chúng ta đang phòng chống Covid, và đặc biệt là bốn hội liên quan đến hô hấp trong cả nước đã tập trung những chuyên gia hàng đầu ở trong nước và quốc tế để có thể cập nhật những kiến thức từ các hội nghị quốc tế như là Hội hô hấp ở châu Âu, Hội lồng ngực Hoa Kỳ và nhiều những cái hiệp hội, những cái hướng dẫn quốc tế, để làm sao có thể có những kiến thức, có những cái thực hành, có những cái tiếp cận tốt nhất đối với các thầy thuốc, đặc biệt những thầy thuốc lâm sàng, không phải chỉ trung ương, không phải chỉ ở tỉnh, mà những thầy thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tại phe thì gặp gỡ chuyên gia thì quý đồng nghiệp cũng thể được đặt các câu hỏi, trao đổi các ca lâm sàng cùng các chuyên gia để chúng ta có thể cập nhật và chia sẻ những thông tin liên quan tới bệnh lý hô hấp ở tại Việt Nam. Một điểm hay nữa là chương trình này cũng sẽ nhờ các hội để cấp CME cho các bạn. Thì trong cái hoàn cảnh hiện nay khi mà chúng ta không có thể gặp mặt nhau trực tiếp thì tôi nghĩ đây là một cái phương cách thay thế rất là phù hợp. Thì như thế thì tất cả các bác sĩ ở xa, ở nơi xa, các bác sĩ ở tuyến cơ sở, các bác sĩ ở cộng đồng, ở phường, xã thì chúng ta đều có thể tham gia được. Thì chúng tôi rất là mong các bác sĩ sẽ tích cực tham gia cái chương trình này. Chúng tôi xin cảm ơn các chuyên gia đầu ngành của bốn hội đã đồng ý hợp tác trong chương trình này và cảm ơn sự hỗ trợ của công ty AstraZeneca. Qua cái clip luôn nè. Ok, vậy cảm ơn bác sĩ Phương Lệ Trí của công ty AstraZeneca đã tổ chức những cái buổi đào tạo y khoa trực tuyến rất là bổ ích. Giữa số trước chúng ta đã thảo luận về xây dựng mô hình quản lý hen hiệu quả tại tuyến y tế cơ sở, thì hôm nay và ở số trước chúng ta cũng đã biết về cái việc sử dụng SABA quá mức. Về việc sử dụng SABA quá mức là một cái vấn đề trên toàn cầu, và việc không tuân thủ điều trị với ICS hoặc điều trị ICS không đúng kỹ thuật là một cái vấn đề có thể làm tăng nguy cơ đợt dịch phát cũng như tử vong ở những bệnh nhân hen. Việc nguy cơ đợt dịch phát ở những bệnh nhân hen không chỉ xảy ra ở những bệnh nhân hen kém kiểm soát mà xảy ra ở tất cả các bậc điều trị của bệnh nhân hen cũng như những bệnh nhân tuân thủ điều trị hay bệnh nhân hen kiểm soát tốt. Do đó vấn đề là chúng ta phải giáo dục cho bệnh nhân hiểu rõ vấn đề này, và cần khuyến khích bệnh nhân phải giáo dục cho bệnh nhân tăng cái tuân thủ điều trị và phải điều trị ngay khi cần thiết, ngay khi hen diễn tiến xấu hơn, không chỉ là thuốc giãn phế quản để cắt cơn mà còn cần cả ICS để giảm nền viêm cho bệnh nhân. Và để làm rõ hơn cái vấn đề này thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào số thứ hai của cái chương trình đào tạo y khoa trực tuyến, với sự chia sẻ kinh nghiệm cùng quý chuyên gia đầu ngành, với sự chia sẻ kinh nghiệm của giáo sư tiến sĩ Jin Húc Ri, phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Tích Lan, phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp. Thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề là liệu pháp kháng viêm giảm triệu chứng trong quản lý hen mức độ từ trung bình đến nặng. Và để đi vào buổi thảo luận ngày hôm nay thì đầu tiên em xin phép được trình bày ca lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nam 63 tuổi làm nhân viên văn phòng. Bệnh nhân này được chẩn đoán hen từ lúc 33 tuổi nhưng mà không dùng thuốc vì ít triệu chứng, thỉnh thoảng chỉ dùng Ventolin cắt cơn thôi. Và trước khi bệnh nhân đến khám khoảng 1 tháng đó, thì bệnh nhân bắt đầu lên cơn khò khè, khó thở và triệu chứng khá là nhiều, 1 tháng thường lên khoảng 4-5 lần một tuần cơn ban ngày. Còn ban đêm thì bệnh nhân cũng thức giấc khoảng 3-4 lần một tuần, và mỗi lần lên cơn như vậy bệnh nhân đều cần phải dùng Ventolin để cắt cơn. Bệnh nhân này được khám và bác sĩ đo hô hấp khí cho bệnh nhân, thấy rằng là bệnh nhân này là có tắc nghẽn với chỉ số FEV1 trên FVC trước test là 0,59 và sau test là 0,62, đồng thời với test giãn phế quản
thì phục hồi đến 13% và tăng lên gần bằng 200 ml. Như vậy thì bệnh nhân hen và những bệnh nhân này cái chức năng hấp khá là phù hợp ở một cái người hen. Bệnh nhân này khai thác trên tiền gan thì chỉ có hút thuốc lá nhưng rất ít, chỉ có 5 gói thôi và không ghi nhận các cái bệnh lý nội ngoại khoa khác. Bác sĩ cho điều trị bệnh nhân này là salmeterol fluticasone 25 microgram 2 nhát nhân 2 một ngày, cộng với cắt cơ ở cái thời điểm năm 2017 đó là sử dụng salbutamol 2 nhát khi cần. Khi bệnh nhân điều trị như vậy thì bệnh nhân sẽ tái khám hàng tháng và triệu chứng thì có cải thiện. Sau khi bệnh nhân được điều trị 3 tháng như vậy thì cái triệu chứng ban ngày đó vẫn còn khoảng 3-4 cơn một tuần, và ban đêm thì triệu chứng còn khoảng 2-3 cơn một tuần, và mỗi lần lên cơn như vậy là bệnh nhân đều cần phải dùng thuốc cắt cơn hết. Bệnh nhân này thì hỏi lại thì bệnh nhân vẫn thỉnh thoảng hút thuốc lá và được bác sĩ khuyên là phải bỏ thuốc lá ngay và luôn, và tiếp tục được điều trị như trong thêm 2 tháng nữa và đủ 3 tháng. Thì sau 3 tháng đánh giá lại thì triệu chứng của bệnh nhân vẫn có ổn đi nhưng mà vẫn mới đến rất khó thở như trên. Như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân hen này kiểm soát như thế nào, có kiểm soát tốt hay không và liệu rằng có cần phải tăng mức điều trị hay không. Thì đây là cái khuyến cáo của INA 2020 cũng như trước đó để đánh giá bệnh nhân kiểm soát hen. Thì chúng ta cần phải lần lượt hỏi những cái câu hỏi liên quan tới triệu chứng trung bình trong 4 tuần qua. Chúng ta sẽ đánh giá về triệu chứng ngày, triệu chứng đêm, nhu cầu dùng thuốc cắt cơn và giá hạn lọc thể lực. Thì như vậy thì qua cái cung cấp thông tin ở bên trên, chúng ta thấy là bệnh nhân có cái triệu chứng là hơn 2 lần một tuần ban ngày, có thức giấc về đêm do hen và cũng nhu cầu dùng thuốc cắt cơn là lớn hơn 2 lần một tuần. Như vậy bệnh nhân có 3 yếu tố trở lên. Như vậy thì bệnh nhân có 3 yếu tố trên 4 yếu tố được đánh giá bệnh nhân hen này là hen không kiểm soát. Thì với bệnh nhân hen không kiểm soát như vậy thì cần phải đánh giá những vấn đề nào làm cho hen không kiểm soát triệu chứng. Thì mời bộ phận kỹ thuật chuyển qua câu hỏi ạ. Và chúng ta sẽ có thời gian khoảng 20 giây để với bác sĩ mình sẽ lựa chọn cái câu trả lời phù hợp nhất cho bệnh nhân của mình ạ. Cảm ơn quý bác sĩ đã tham gia bình chọn. Như vậy ở đây thì thấy rằng quý bác sĩ đã lựa chọn các cái lựa chọn như là có bệnh đồng mắt, như là dụng cụ hết sai kỹ thuật hoặc là đang hơi những yếu tố xuất phát. Như vậy để trả lời rõ hơn cái vấn đề này thì chúng ta cùng xem lại theo khuyến cáo của Gina thì chúng ta cần phải đánh giá những vấn đề gì trước khi tăng mức điều trị cho bệnh nhân, cũng như là những cái vấn đề gì mình cần xem thì tại sao bệnh nhân này là không kiểm soát. Đây là khuyến cáo của Gina 2020. Như vậy đứng trước một bệnh nhân hen không kiểm soát, trước khi chúng ta tiến hành tăng mức điều trị của bệnh nhân, chúng ta cần phải đánh giá lại tất cả những vấn đề khác xem thực sự là đã tối ưu chưa và chúng ta đã làm hết các cái vấn đề có thể làm chưa trước khi chúng ta sẽ tăng mức điều trị cho bệnh nhân. Chúng ta sẽ phải đánh giá về cái kỹ thuật hít bệnh nhân xem là kỹ thuật hít có chính xác không hay là bệnh nhân hít không đúng kỹ thuật, cái sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân như thế nào và bệnh nhân có tiếp tục phơi nhiễm với các yếu tố mà có thể làm khởi phát cơn hen hay không, hay là bệnh nhân này có các bệnh đồng mắt, hay là bệnh nhân này có cái vấn đề gì khác như là tâm lý chẳng hạn, và chẩn đoán xem lại lần nữa là chẩn đoán có chính xác chưa. Về vấn đề chẩn đoán thì như chúng ta đã thảo luận ở bên trên là bệnh nhân đã được đo chức năng hô hấp và triệu chứng khá là phù hợp ở bệnh nhân hen, như vậy chỉ còn các cái vấn đề còn lại mà thôi. Thì như vậy thì ở bệnh nhân của mình thấy rằng là bệnh nhân của mình có cái còn hút thuốc lá và đã được tư vấn viên cai thuốc lá rồi. Về kỹ thuật hít xịt thì thấy không có đề cập đến ở bên trên. Tuân thủ điều trị thì bệnh nhân này cũng tuân thủ điều trị cũng khá là tốt nha. Rồi, như vậy thì ở bệnh nhân này mình đã biết là bệnh nhân hen không kiểm soát và đã đánh giá các cái bước trước khi tăng mức điều trị cho bệnh nhân rồi. Như vậy thì bệnh nhân mình có cái nguy cơ được cắt trong tương lai hay không và những nguy cơ đó là những nguy cơ gì,
thì chúng ta sẽ cùng tham gia trả lời câu hỏi ở bên trên bộ phận. À, cảm ơn quý đồng nghiệp mình đã cho cái câu trả lời. Thì đa số mình lựa chọn phương án đầu tiên, tức là bệnh nhân kém tuân thủ điều trị hoặc kỹ thuật ít không đúng, sử dụng quá mức SABA. Thì để trả lời câu hỏi này thì em xin mời phó giáo sư Phổng Giá sẽ chia sẻ thêm về cái lý do mà bệnh nhân hen này có cái yếu tố nguy cơ được cấp trong tương lai dựa theo các khuyến cáo ạ. Vâng, kính thưa phó sư tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, chủ tịch liên chi hội hen dị ứng miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch hội hô hấp Việt Nam, kính thưa thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, báo cáo viên của hội thảo, kính thưa các quý vị thầy cô đồng nghiệp. Thì đối với những trường hợp bệnh nhân như thế này thì cái phần mà vô tinh của các đồng nghiệp thì cho chúng ta thấy rằng cái quan trọng là chúng ta nhận ra được những nguy cơ mà có thể là xuất hiện các cái cục xấu. Thế thì với cái khuyến cáo chung của Bộ Y tế Việt Nam năm 2020 thì chúng ta thấy rằng là trước những bệnh nhân hen mà chúng ta thấy kiểm soát không được như mong muốn ấy, chúng ta cần phải xem xét xem là các yếu tố nguy cơ dẫn đến cái cục hen xấu ở trên bệnh nhân này là gì. Thế thì trước tiên thì chúng ta cần phải đánh giá xem là các cái nguy cơ từ khi được chẩn đoán ấy, thì chúng ta đã giải quyết được triệt để hay chưa. Đặc biệt là với những bệnh nhân mà có những cái cơn kịch phát thường xuyên xuất hiện chẳng hạn, chúng ta cũng cần phải đánh giá chức năng phổi thông qua chỉ số FEV1, xem là lúc bắt đầu điều trị, sau đó thì định kỳ theo dõi lại để xem rằng là cái chức năng phổi nó có cải thiện được hay không, hay nó lại diễn biến xấu hơn đi chẳng hạn. Thế thì những cái điểm đó là những cái điểm mà mỗi một lần khám chúng ta cần phải đánh giá cụ thể và kỹ lưỡng. Đồng thời thì chúng ta cũng xem là triệu chứng của hen này có được kiểm soát với các yếu tố nguy cơ xuất hiện đợt cấp hay không. Ví dụ như chúng ta xem cái thuốc của bệnh nhân dùng như thế nào, trong cái phác đồ điều trị thì ICS có hay không có, hoặc là bệnh nhân có tuân thủ hay không, rồi kỹ thuật sử dụng thuốc có đúng hay không, hoặc là người ta lạm dụng những cái SABA cắt cơn chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó chúng ta cần phải xem xét rất kỹ lưỡng. Bệnh đồng mắc cũng tương tự như vậy, chúng tôi thấy rằng là trên lâm sàng thì phần lớn những trường hợp mà hen ấy, thì cái rất quan trọng chúng ta cần phải tầm soát, trong đó có cái viêm mũi dị ứng, thường là gọi là bạn đồng hành cùng với hen. Thứ hai nữa là cái tràng dày thực quản, vì thông thường những trường hợp mà tràng dày thực quản mà chúng ta không kiểm soát tốt ấy, không điều trị cái bệnh đồng mắc trào ngược tốt ấy, thì cái hen rất là khó kiểm soát. Bên cạnh đó thì vấn đề phơi nhiễm với khói thuốc hoặc là các dị nguyên, xem người ta có tiếp tục hay không. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp là mặc dù đã được các bác sĩ giải thích rất kỹ lưỡng, nhưng trong nhà thì vẫn còn nuôi chó mèo, vẫn còn sử dụng các cái đồ chơi bằng lông bằng bông vân vân, thì tất cả những yếu tố đó nó sẽ làm cho cái hen nó rất là khó kiểm soát. Vấn đề các cái marker khác, ví dụ như là một số các cái labo chuyên sâu có thể chúng ta đo được FeNO, hoặc là chúng ta có thể làm cái bạch cầu ITOAN ở trong đờm, trong máu vân vân. Các cái yếu tố nguy cơ quan trọng đối với đợt cấp khác, ví dụ như là bệnh nhân mà đã từng những cái cơn hen ác tính đã phải đặt nội quản, rồi thậm chí là phải nhập ICU chẳng hạn, chúng ta cần phải hết sức là lưu tâm những trường hợp này. Thì nếu như bệnh nhân chỉ cần có một hoặc là nhiều các yếu tố nguy cơ thì đều có cái nguy cơ xuất hiện đợt cấp và cái kết cục xấu của hen trong tương lai. Do vậy trên thành lâm sàng thì cũng khuyến cáo các đồng nghiệp là chúng ta cần phải xem xét rất kỹ lưỡng những trường hợp mà hen khó kiểm soát hoặc hen không được kiểm soát như mong muốn. Và đấy là một số những chia sẻ như vậy. Thưa quý giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giáp đã chia sẻ kinh nghiệm và các cái vấn đề lý thuyết liên quan. Thì thực tế ca lâm sàng này bệnh nhân đã được điều trị sau 3 tháng và thấy rằng không kiểm soát hen, cho nên đã được tăng bậc điều trị sau khi đã điều chỉnh các yếu tố nguy cơ, thì bệnh nhân được tăng mức điều trị lên. Như vậy thì theo quý bác sĩ của mình, nếu như bác sĩ mình là điều trị bệnh nhân này thì mình sẽ tăng mức điều trị bệnh nhân như thế nào? Thì em xin mời bộ phận kỹ thuật cho câu hỏi ra.
Cảm ơn quý đồng nghiệp mình đã cho cái câu trả lời. Thì đa số quý đồng nghiệp mình lựa chọn cái câu trả lời là câu C, ai xếp liều trung bình, phọc môtaron duy trì và đồng thời dùng nguồn cắt cơ luôn. Vậy là giống như liều phát mạng. Thì chúng ta quay lại cái thời điểm mà bệnh nhân mình được chẩn đoán là năm 2017-2018. Thì khuyến cáo của Vina đưa ra thì ở lúc này bệnh nhân đang điều trị là sanitarone và fluticasone 25-125-2x2 như vậy. Ở cái liều ICS này là liều trung bình, tức là bệnh nhân mình đang điều trị ở bước thứ tư. Thì bệnh nhân mình đang điều trị ở bước thứ tư thì thật ra cái lựa chọn điều trị là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi quý bác sĩ mình, là cái tùy thuộc vào cái sự sẵn có của thuốc, tùy thuộc vào kiểm tra lại kỹ thuật khớp xịt bệnh nhân ra làm sao, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của bệnh nhân và nhiều yếu tố, không nhất định là chúng ta phải điều trị bắt buộc là cái phương án nào là đúng hay phương án nào là sai cả. Thì ở trong trường hợp này, nếu như theo khuyến cáo của Vina 2017-2018 thì bệnh nhân đang ở mức ở điều trị với liều ICS trung bình thì quý bác sĩ cũng có thể là lựa chọn là tăng lên là liều cao LABA hoặc cũng có thể là thêm tiotropium, thì tùy chúng ta phải đánh giá lại bệnh nhân. Thực tế thì bệnh nhân này đã được bác sĩ thực hành trên lâm sàng tăng lên liều cao ICS LABA là sanmetarone fluticasone 25-250-2x2 lần một ngày cùng với thuốc cắt cơn và ventolin vẫn giống như trước, và tiếp tục tư vấn bệnh nhân là cai thuốc lá hoàn toàn triệt để. Thì bệnh nhân này đã được tái khám, thì sau khi tăng mức điều trị như vậy thì thấy là cái triệu chứng ban ngày có giảm bớt chỉ khoảng là một cơn một tuần thôi, và vẫn còn có cơn về đêm là bệnh nhân thức giấc khoảng 2-3 lần một tuần, và mỗi lần lên cơn như vậy thì bệnh nhân đều dùng thuốc cắt cơn cả. Thì khi mà đánh giá qua nhiều lần á, thì bác sĩ kiểm tra lại kỹ thuật khớp của bệnh nhân thì cái thực tích chưa thực sự chính xác lắm. Cái này cũng là một cái vấn đề khá là thường gặp trên lâm sàng. Đôi khi vì cái môi trường y tế bận rộn hay là vì phòng khám đông thì một số trường hợp chúng ta không có trực tiếp kiểm tra kỹ thuật khớp xịt, mà có thể là nhờ các bạn điều dưỡng hoặc là thậm chí chúng ta quên hay như thế nào đó mà chúng ta không thực sự lưu tâm tới vấn đề kỹ thuật khớp xịt. Thì qua nhiều lần khám, ở mỗi lần khám như vậy chúng ta đều kiểm tra thì cuối cùng phát hiện ra là cái kỹ thuật khớp xịt của cái trường hợp này là chưa chính xác. Như vậy thì đối với bệnh nhân này, sau khi mình tăng mức điều trị lên thì bệnh nhân này cái mức độ kiểm soát hen ra làm sao, và chúng ta có cần phải tiếp tục tăng mức điều trị lên nữa hay không? Thì để trả lời thắc mắc này thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp ạ. Vâng, các đồng nghiệp có thể thấy rằng là đối với bệnh nhân cái ca lâm sàng mà bác sĩ Chi đã đề cập thì chúng ta thấy bệnh nhân có cái cơn khó thở về ban ngày khoảng độ một cơn một tuần, về ban đêm thì vẫn còn 2-3 cơn mà phải khiến cho bệnh nhân phải thức giấc về ban đêm, và đồng thời mỗi một lần như vậy đều phải dùng thuốc cắt cơn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân là bị ảnh hưởng hết sức là nghiêm trọng, đúng không ạ? Ví dụ như là đang đêm ấy, người ta bị khó thở, người ta phải thức giấc, và nó sẽ làm cho cái chất lượng giấc ngủ kém, và cả ngày và những cái ngày hôm sau đó người ta rất là mệt mỏi. Cái việc mà dùng thuốc cắt cơn ấy, thì chúng ta sẽ có thể cắt được cái cơn của bệnh nhân. Tuy nhiên rằng là chúng ta nhớ rằng nếu như cái nền viêm mà không được kiểm soát ấy, thì cái chuyện cắt cơn nó chỉ giúp cải thiện triệu chứng thôi mà nó không dứt điểm được. Thế thì về cái mức độ kiểm soát hen ấy, thì chúng ta có nhiều thang đo khác nhau. Chúng ta có ACQ, chúng ta có cái đánh giá kiểm soát hen theo GINA 2020 trong cái ban biên soạn hướng dẫn chẩn đoán điều trị hen người lớn và trẻ em trên 12 tuổi mà giáo sư Châu, phó sư Thiết Lan và chúng tôi có được tham gia trong ban biên soạn ấy, thì vẫn quyết định là sử dụng cái thang đo đánh giá kiểm soát hen theo GINA. Thì các đồng nghiệp có thể thấy rằng là với những cái dấu hiệu triệu chứng như vậy, chúng ta sẽ thấy bệnh nhân này sẽ có cái thức giấc về ban đêm do hen là một. Thứ hai nữa là dùng thuốc cắt cơn SABA trên 2 lần một tuần. Và vì vậy với cái mức độ mà kiểm soát hen như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Bệnh nhân này kiểm soát ở cái mức mà là gọi là chưa được kiểm soát hoặc kiểm soát một phần. Thế thì chúng ta cũng cần phải đánh giá xem là bệnh nhân có gọi là lạm dụng SABA quá mức không, dùng thuốc cắt cơn quá nhiều trong khi không chú ý đến cái nền viêm của đường thở. Thì đồng nghiệp lưu ý là chúng ta có cái bộ câu hỏi để đánh giá xem là cái mức độ sử dụng SABA của bệnh nhân như thế nào. Thì trong cái thang đo này chúng ta thấy là gì ạ? Phần sử dụng thuốc cắt cơn tác dụng ngắn ấy, thì nếu như bệnh nhân mà trong 4 tuần vừa qua mà bệnh nhân dùng cái SABA như thế nào cắt cơn ấy, thì nếu như không dùng thì chúng ta thấy là không có cái hình trạng là lạm dụng, 2 lần một tuần hoặc là ít hơn ấy, thì là 2 điểm,
3 lần một tuần thì là 3 điểm, 4 lần, 4 5 lần là gì ạ? À, một tuần là 4 điểm. Và trên 5 lần một tuần thì là 5 điểm. Thì bệnh nhân này chúng ta sẽ thấy là ở cái mức là từ 4 đến 5 lần một tuần, và chúng ta cho 4 điểm. 4 điểm thì tức là gì? Đối chiếu với giá trị ngưỡng, giá trị cutoff ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như cái điểm số này mà lớn hơn vòng 3, bệnh nhân chúng ta là 4 điểm đấy, thì là gì ạ? À, bệnh nhân đã sử dụng quá mức các cái bình xịt cắt cơn tác dụng ngắn, và đây là một trong dấu hiệu cho thấy cái tình trạng hen của bệnh nhân chưa được kiểm soát. Và khuyến cáo ở đây là chúng ta cần phải liên hệ với các bác sĩ, và chúng ta cần phải có cái thái độ để có thể thay đổi cái liệu pháp điều trị cho bệnh nhân cho nó phù hợp. Xin cảm ơn sự chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp. Thì chúng ta đã thấy rằng bệnh nhân này đã tăng lên cái liều ICS liều cao rồi, cộng với LABA rồi, mà mới chỉ kiểm soát hen được một phần thôi, thậm chí là không kiểm soát và sử dụng SABA khá là nhiều. Như vậy đối với trường hợp bệnh nhân này, nếu chúng ta là bác sĩ điều trị trực tiếp bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải điều chỉnh thuốc cho bệnh nhân như thế nào, hay chúng ta có cái động thái gì tiếp theo? Thì mời quý bác sĩ mình tham gia lựa chọn câu trả lời ạ. Cảm ơn quý bác sĩ đã lựa chọn câu trả lời như vậy. Đa số chúng ta ở đây lựa chọn là dùng liều trung bình ICS hoặc Voteron duy trì, cộng với thuốc cắt cơn cũng là ICS hoặc Voteron khi cần. Như vậy đây là liệu pháp SMART. Thì thực tế trên lâm sàng đó, thì bệnh nhân này bác sĩ cũng làm giống như mình lựa chọn ở đây, tức là bác sĩ đã quyết định chuyển sang Budesonide hoặc Voteron thuộc Voteron 160-45 microgram 2 hít nhân 2 lần một ngày, và dùng thêm một hít khi cần. Thì tại sao bác sĩ lại quyết định chuyển sang như thế này? Thì chúng ta đã biết bệnh nhân mình là bệnh nhân có kỹ thuật hít không có chính xác lắm. Mặc dù đã được hướng dẫn khá là nhiều lần, nhưng mà sự phối hợp đồng bộ giữa tay bóp miệng hít là không có đạt được, và dẫn đến là cái điều trị chưa có được tối ưu. Và sau khi đã kiểm tra hướng dẫn khá là nhiều lần mà không có thể nào cải thiện được kỹ thuật hơn nữa, thì bác sĩ đã quyết định chuyển sang một cái dụng cụ hít khác và một cái thuốc khác để kiểm soát cho bệnh nhân, cũng như là tăng thêm điều trị cái nền viêm cho bệnh nhân, thay vì phải lạm dụng cái SABA khá nhiều lần trong ngày như vậy. Và trước khi điều trị thì bác sĩ cũng đã cho kiểm tra cái lực hít bằng còi test, và thấy bệnh nhân có đủ khả năng hít, và dặn bệnh nhân tái khám trong vòng 1 tháng nếu mà tình trạng bệnh nhân ổn định, còn không thì có thể cái gắn ngay nếu cần. Thì như vậy thì các yếu tố mà chúng ta cần phải cân nhắc trước khi mà chuyển đổi giữa các cái liệu pháp là như thế nào, thì em xin mời sự chia sẻ của cô Tiếp Lê ạ. Hiện bây giờ thì các bác sĩ đã có nhiều cái lựa chọn trong cái việc điều trị. Chúng ta có ICS, là ICS là 3. Chúng ta có local triage. Thì đương nhiên cái việc đầu tiên hết là có hiệu quả hay không, và cái thuốc đó, cái cách điều trị đó có an toàn cho bệnh nhân hay không, thì cái đó là cái điều quan trọng nhất để mà các bác sĩ cân nhắc. Và chúng ta cũng sẽ đưa ra cho bệnh nhân các cái dạng bình xịt và hỏi bệnh nhân thích dùng cái loại nào. Thì cái điều này là các bác sĩ mình nhiều khi không có thời gian, mình cũng không có cơ hội để mà cho bệnh nhân lựa chọn. Nhưng mà tôi nghĩ là cái điều đó là rất là quan trọng. Và như tất cả mọi người đều có kinh nghiệm rồi, cái lỗi mà sử dụng cái bình xịt đó là vô cùng lớn. Gần như là lúc nào bệnh nhân cũng xịt sai. Và người ta thấy rằng là sau khi mà mình hướng dẫn nhiều lần rồi đó, một thời gian sau bệnh nhân lại xịt sai trở lại. Cho nên cái loại nào mà đơn giản nhất, dễ sử dụng nhất thì chúng ta cũng phải được ưu tiên. Và đương nhiên là cũng phải tùy thuộc vào trong cái danh mục thuốc của bệnh viện mà chúng ta có hay không. Em xin cảm ơn sự đóng góp chia sẻ của cô phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Tuyết Lan, và xin mời phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp chia sẻ thêm kinh nghiệm về vấn đề này ạ. Vâng, em thì cũng hoàn toàn nhất trí với những cái ý kiến thảo luận mà phó sư Tuyết Lan đã đề cập. Thực ra trên lâm sàng thì đôi khi cái sự sẵn có của thuốc điều trị nó làm cho bệnh nhân này, cũng như thầy thuốc ấy, là không quan tâm đến cái sự ưa thích của bệnh nhân
và không quan tâm đến cái kiểu hình, cái phenotype của bệnh nhân xem nó có phù hợp với cái dụng cụ hít nào. Cái này thì cũng là chia sẻ thực với các đồng nghiệp ở đặc biệt tuyến dưới đấy. Chúng ta thấy bệnh viện chỉ có mỗi cái loại thuốc đó thôi chẳng hạn, trên là tất cả bệnh nhân vào là chúng ta chẳng có cái lựa chọn gì khác. Thế tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý, có những bệnh nhân người ta chẳng hạn như là cái phối hợp động tác giữa tay bóp miệng hít, khi mà người ta không phối hợp được tốt ấy, thì việc cái dùng PMDI, cái bình xịt ấy, là hết sức là khó khăn. Do vậy mà nếu như bệnh viện chỉ có cái loại PMDI thôi chẳng hạn, thì chúng ta cần phải một là phải có cái bùng đệm. Cái khả năng thứ hai nữa là chúng ta cần phải đổi sang dụng cụ khác, ví dụ như sang tubo inhaler, thì làm sao thì người ta không phải phối hợp cái động tác tay bóp miệng hít nữa. Cho nên là đôi khi cái sự sẵn có của thuốc nhưng nó không phù hợp với cái kiểu hình của bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân đã từng mắc những cái lỗi sai nghiêm trọng đối với dụng cụ hít đó, thì các đồng nghiệp cũng nên tìm kiếm hoặc là giải thích cho bệnh nhân để họ có thể là lựa chọn cái dụng cụ phun hít cho nó phù hợp với cái kiểu hình của bệnh nhân. Em xin có một cái comment nhỏ nhỏ như vậy. Và một cái điểm nữa thì như thế này, với cái phác đồ mà chúng ta biết rằng là khuyến cáo của China, khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam thì cũng đề cập rất rõ là cái việc chúng ta có thể dùng cái budesonide formoterol là cái liệu pháp mà kháng viêm giảm triệu chứng, vừa đạt được cái hiệu quả mà cắt được cái cơn cho bệnh nhân này, đồng thời nữa là người ta có thể là giảm được cái nền viêm. Thì đây là những cái nghiên cứu mà một số nghiên cứu mà chúng ta thấy rằng là đã được tổng hợp lại trong phân tích gộp và tổng quan hệ thống, thì người ta so sánh cái budesonide formoterol với lại cái phác đồ mà có ICS liều cao và LABA duy trì. Thì chúng ta thấy là tổng hợp là chúng ta phải có ba nghiên cứu của Buske năm 2007, nghiên cứu của Kunan và trong đó thì cũng 2007, nhưng mà hai nghiên cứu comparison 1 và 2 thì tổng hợp lại thì chúng ta thấy rằng là cái phác đồ budesonide formoterol kháng viêm giảm triệu chứng ấy, thì nó đạt được cái hiệu quả giảm cơn kịch phát là tốt hơn so với lại cái phác đồ mà có chứa ICS mặc dù là liều cao và là LABA duy trì. Thì đấy là cái ưu điểm của cái dạng phối hợp budesonide formoterol mà dùng với cái liệu pháp SMART, khi mà chúng ta so sánh với lại một cái phác đồ tương tự có dùng ICS nhưng với cái liều cao hơn và LABA duy trì. Thêm vào đó thì vấn đề về kiểm soát triệu chứng hen ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái nghiên cứu này thì cái biểu đồ thứ nhất các đồng nghiệp có thể thấy rằng là so với lại cái phác đồ mà có sử dụng ICS liều cao hơn và SABA khi cần, thì chúng ta thấy cái đường biểu diễn màu đỏ thì có đạt được cái kiểm soát đường biểu diễn màu đỏ tương ứng với phác đồ sử dụng cái budesonide formoterol liệu pháp SMART ấy, là đạt được cái kiểm soát một phần và kiểm soát tốt hơn là so với cái phác đồ mà liều duy trì ICS cao hơn và SABA khi cần. Và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Cái biểu đồ ở giữa thì cho chúng ta thấy rằng là với cái cùng cái mức liều tương tự liều duy trì ICS LABA và SABA khi cần ấy, thì chúng ta thấy rằng đạt được cái mức độ kiểm soát một phần là tương đương nhau giữa hai nhóm. Thế và cái biểu đồ cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là so với cái liều duy trì cao hơn của ICS LABA và SABA khi cần ấy, thì chúng ta thấy rằng là cũng đạt được cái mức độ kiểm soát một phần và kiểm soát hoàn toàn là tương tự như nhau. Thêm vào đó thì cái điều hết sức quan trọng ở đây, mà đây cũng là một trong những cái mối lo ngại của các bác sĩ cũng như là bệnh nhân và gia đình bệnh nhân, người ta quan tâm đến cái việc mà dùng cái phác đồ điều trị đó thì nó sẽ gây tác dụng phụ gì, và đặc biệt là liên quan đến ICS. Chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta sử dụng cái phác đồ budesonide formoterol theo liệu pháp SMART ấy, tức là kháng viêm giảm triệu chứng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái liều của corticoid đường phun hít ấy, là thấp hơn 25% trong nghiên cứu COMPASS và 38% trong nghiên cứu AHEAD so với lại cái phác đồ mà dùng fluticasone, salmeterol và SABA khi cần. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đạt được cái kiểm soát hen tốt hơn này, kiểm soát cái giảm cái tần suất xuyên đợt cấp mà nặng tốt hơn này, và cái quan trọng nữa là cái liều lượng corticoid thấp hơn so với lại cái phác đồ
ICS LABA, đó là Samethrone và Fluticasone và Saba khi cần. Còn một cái điểm nữa đó là về cái hiệu quả của liệu pháp kháng viêm ấy, thì chúng ta thấy trong cái thành phần của Budesonide Formoterol thì ICS ở đây đó là Budesonide, thì chúng ta thấy rằng là so với lại cái placebo tức là giả dược ấy, thì trong nghiên cứu này chúng ta thấy rằng cái lượng mà bạch cầu aytoam trong đờm ở cái nhóm mà được sử dụng cái Budesonide là thấp hơn 12% so với lại placebo, và sự khác biệt này có nghĩa thống kê. Thêm vào đó thì người ta cũng thấy rằng là đối với nhân hen ấy, thì cái điểm mà nó gây ra cái tăng tính phản ứng của phế quản ấy là rất là cao, cho nên là nếu như cái hoạt chất nào mà nó giảm được cái đáp ứng của phế quản so với các cái kích thích ý, thì chứng tỏ là cái hoạt lực chống viêm ấy đạt được cái mục tiêu như mong muốn. Thế là trong nghiên cứu này thì người ta cũng thấy rằng là cái nhóm mà được sử dụng cái Budesonide ấy thì nó đã cải thiện được cái tình trạng tăng đáp ứng tính của phế quản gấp 2,2 lần so với lại giả dược, và sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Trong thành phần thì chúng ta thấy có Formoterol thì đây là một cái LABA, tuy nhiên là nó là cái LABA duy nhất mà nó đạt được cái tác dụng khởi phát tác dụng rất là nhanh, và cái khởi phát tác dụng này nó nhanh tương tự như Salbutamol. Và vì vậy mà chính vì những cái ưu điểm này cho nên là người ta có thể sử dụng cái Budesonide Formoterol theo cái liệu pháp SMART, tức là vừa cắt cơn kháng viêm giảm triệu chứng trong cùng một cái bình hít. Và trong nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là cái khởi phát tác dụng của Formoterol là khởi phát tác dụng nhanh tương tự như là Salbutamol, nhưng nó ưu điểm hơn, tức là nó kéo dài hơn so với lại Salbutamol, và cái liều lượng của Formoterol là thấp hơn, và chỉ cần vừa dùng với một nhát hít là cũng có tác dụng tương tự và kéo dài hơn Salbutamol 2 nhát hít. Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Giáp đã chia sẻ nhiều vấn đề, trong đó có cái vấn đề về kháng viêm trong quản lý điều trị bệnh nhân hen. Thì như chúng ta đã biết là trong quản lý điều trị bệnh nhân hen, kháng viêm là một phần rất là quan trọng. Tuy nhiên một phần quan trọng không kém là lựa chọn kỹ thuật hít và dụng cụ hít cho bệnh nhân cho thật phù hợp. Thì theo một nghiên cứu phân tích tổng hợp từ 144 nghiên cứu đánh giá kỹ thuật hít thì thấy rằng là 31% bệnh nhân có kỹ thuật hít kém. Như vậy lựa chọn cái dụng cụ hít nào để cho bệnh nhân đạt cái kỹ thuật hít tối ưu là một vấn đề cần thiết cấp bách. Như vậy lựa chọn nó tùy thuộc vào bệnh nhân có phối hợp được động tác tay bóp điện hít tối ưu hay không, như là chúng ta phải quan sát bệnh nhân tại mỗi lần tái khám để quan sát xem là bệnh nhân bị lỗi kỹ thuật ở đâu, thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn phù hợp cũng như là sự yêu thích về dụng cụ nào cũng như dễ sử dụng và an toàn hiệu quả hơn cho bệnh nhân. Thì đây là cái hậu quả mà khi bệnh nhân sử dụng dụng cụ hít kém thì sẽ gây ra hậu quả gì. Thì khi một bệnh nhân mà sử dụng dụng cụ hít kém thì sẽ dẫn đến là nhập viện, nhập cấp cứu hoặc là sử dụng kháng sinh hoặc corticoid nhiều hơn. Khi mà bệnh nhân xài không có đúng kỹ thuật đó thì tùy vào cái số lỗi kỹ thuật, có thể là từ 0 lỗi cho đến là trên 7 lỗi, thì chúng ta thấy là lỗi kỹ thuật mà càng nhiều ấy, thì cái điểm số kiểm soát triệu chứng hen đó, cái điểm số mà không kiểm soát được triệu chứng hen càng lớn. Như vậy chúng ta thấy là có sự tương quan giữa cái sử dụng bình xịt không đúng kỹ thuật và cái tỷ lệ kiểm soát hen, càng sai kỹ thuật nhiều thì càng kiểm soát hen kém. Ngay cả khi mà bệnh nhân đã kiểm soát hen thật là đã sử dụng dụng cụ hít thật là tốt rồi, thì liệu rằng là loại tất cả các loại dụng cụ đều có thể mang thuốc vào tận phổi bệnh nhân là như nhau hay không? Thì qua cái biểu đồ trên chúng ta thấy rằng là cái sự lắng đọng thuốc tại phổi giữa hai cái dụng cụ là tụt Buhaler và MDI, thấy rằng ở bệnh nhân mà sử dụng MDI với kỹ thuật thật là tốt thì cũng chỉ có 12% thuốc lắng đọng tại phổi thôi, so với cái nhóm sử dụng tụt Buhaler khi mà sử dụng đúng kỹ thuật thì thuốc lắng đọng tại phổi lên đến 26%, có nghĩa là hơn gấp đôi so với dụng cụ là MDI. Như vậy thì để kiểm tra kỹ thuật hết sức của bệnh nhân thì ở mỗi lần tái khám đó, chúng ta và bệnh nhân phải cùng nhau lựa chọn thêm cái dụng cụ hết nào phù hợp với bệnh nhân, và bệnh nhân cần phải thực hiện cái kỹ thuật hết đó trước mặt nhân viên y tế, trước mặt chúng ta, để chúng ta phải quan sát trực tiếp và hướng dẫn lại cho bệnh nhân, nhấn mạnh từng bước sử dụng đúng cho bệnh nhân. Như vậy thì quý bác sĩ cần tư vấn bệnh nhân những gì đối với bệnh nhân này, sau khi chúng ta đã nói về kỹ thuật hết sức, chúng ta đã nói về cái tác dụng của thuốc rồi, thì chúng ta cũng cần tư vấn gì thêm cho bệnh nhân này không ạ? Thì mời quý bác sĩ chúng ta lựa chọn câu trả lời. Và để tiết kiệm thời gian thì có thể chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo luôn. Là như vậy thì ở những bệnh nhân, đa số các bệnh nhân chúng ta đều cần phải xem xét về vấn đề thay đổi lối sống, cũng như là phòng tránh các yếu tố nguy cơ, cũng như là các cái can thiệp không dùng thuốc khác. Thì vấn đề thay đổi lối sống, em xin phép mời
cô chia sẻ về vấn đề thay đổi lối sống ạ. Trong cái thay đổi lối sống thì chúng ta đã biết là cái thuốc lá nó sẽ làm giảm cái tác dụng của corticoid, kể cả hút thuốc lá thụ động, cho nên là phải cố gắng là không hút thuốc và trong nhà cũng không qua hút thuốc. Về chế độ ăn thì rất là nguy hiểm đối với bệnh nhân hen nếu mà họ bị dị ứng, cho nên phải tuyệt đối tránh. Ô nhiễm không khí trong nhà thì không dùng than, củi và phải thông khí tốt. Ô nhiễm không khí ở ngoài nhà thì bây giờ chúng ta phải cố gắng đeo khẩu trang. Thì cái lúc mà không khí bị ô nhiễm nặng thì đừng hoạt động thể lực cao quá và giữ thật là ấm và tránh những cái môi trường đông người. Cái cảm xúc cũng là một trong những cái yếu tố kích thích hen rất là mạnh, cho nên là bệnh nhân phải tránh những cái xúc động nhiều, kể cả cười to, khóc hay giận dữ hay sợ hãi thì đều có thể làm khởi phát cơn hen. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Em mời anh Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Văn Giáp có thể chia sẻ thêm về vấn đề thay đổi lối sống không ạ? Vâng, em cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của cô Lan, tại vì cái quan trọng ở đây mình phải làm thế nào để tư vấn cho bệnh nhân tránh được các cái dị nguyên trong môi trường thì mới có thể đạt cái kiểm soát hen tốt được. Một cái điểm nữa mà cũng thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta cũng chưa được quan tâm, đó là cái việc người bệnh hen ấy, thì luôn luôn phải mang theo cái thuốc ở bên người để làm sao mà có thể đối phó với những cái cơn hen nó xuất hiện một cách bất ngờ. Bởi vì ví dụ như là ở nước ngoài đấy, thì các cháu mà bị hen chẳng hạn, thì trong cặp, trong ba lô túi sách nó đi học là bao giờ cũng có một cái bình thuốc để mà có thể nếu như cháu nó xuất hiện cái cơn là có thể cắt cơn được. Thế còn bố mẹ cũng như là cô giáo ở lớp ấy, thì cũng được thông báo về cái bệnh tình của cháu để cháu có thể là khi mà xuất hiện cơn ấy thì cô giáo này hoặc là gia đình có thể hỗ trợ cháu được. Và ở Việt Nam thì một số cơ sở y tế thì cũng có trang bị những cái dụng cụ cấp cứu như vậy. Thế còn lại thì hầu như là chúng ta cũng chưa được quan tâm đến cái nội dung này. Thế và vì vậy mà cũng đề nghị các đồng nghiệp ở các nơi khi mà chúng ta có bệnh nhân hen ấy, đặc biệt là các cháu nhỏ thì nó rất là hiếu động và thường là nó sẽ không chú ý. Do vậy mà chúng ta cần phải tư vấn giáo dục sức khỏe thông qua bố mẹ của trẻ để mà luôn luôn mang theo cái bình thuốc bên người, và khi có cơn, khi có cái triệu chứng ấy, nó hít phải khói bụi rồi nó vận động, nó chạy thể thao xong nó xuất hiện cơn hạ, thì chúng ta có thể dùng được luôn cho bệnh nhân để tránh những cái tình huống đáng tiếc khi mà xuất hiện những cơn hen nặng, cơn hen ác tính mà chúng ta không có thuốc ngay bên cạnh để chúng ta xử trí. Và rất cảm ơn phần chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Giáp. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần thứ hai của chương trình. Thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cùng quý vị giáo sư Âu Cao Phi và giáo sư Chin Kuk Ri, Hàn Quốc, và phiên dịch của chúng ta là Tiến sĩ Lê Bảo. Cái bài báo cáo tiếp theo là sẽ đến từ giáo sư Jin Rukki từ Hàn Quốc, giáo sư Ri là làm việc tại cái bệnh viện St. Mary Hospital và là trường đại học y khoa của Hàn Quốc. Ông là giáo sư của về hô hấp và chịu trách nhiệm rất là nhiều ở trong cái vấn đề bệnh lý hô hấp ở Hàn Quốc. Ông ta rất là nổi tiếng trên diễn đàn thế giới về bệnh lý hô hấp.
và sẽ là cái thành viên của cái ban điều hành của cái nhóm nghiên cứu về hen ở Hàn Quốc luôn. Và ông ta cũng là cái biên tập viên của tạp chí hô hấp và hồi sức của Hoa Kỳ. Và bây giờ ông ta là nhóm, là trưởng của cái nhóm về COPD của APSR. Và cái bài báo cáo của giáo sư Ri đó là việc sử dụng cái thuốc giảm triệu chứng, dùng cái budesonide cộng với là formoterol ở trong nhóm 3 và nhóm 4. Xin cảm ơn sự giới thiệu của ngài. Tôi là Shrin Cookie. Tôi xin cảm ơn đã mời tôi đã đến đây ngày hôm nay để trình bày cái bài nói về cái chiến lược sử dụng cái thuốc giảm triệu chứng mà có hoạt tính kháng viêm trong cái hen bước 3 đến 5. Và đây là cái nội dung của cái bài nói của tôi. Đầu tiên chúng tôi sẽ nói về những cái ưu điểm của cái thuốc giảm triệu chứng có hoạt tính kháng viêm. Chúng ta sẽ xem về những cơ chế tác động như thế nào. Và chúng ta sẽ nói về vấn đề quản lý hen ở khu vực châu Á. Cuối cùng thì chúng ta sẽ xem một số dữ liệu về budesonide formoterol ở châu Á. Chúng ta hãy đi vô cái phần đầu tiên. Bởi vì chúng ta đã học được rất là nhiều từ ngày hôm nay về việc sử dụng budesonide formoterol như là một cái thuốc giảm triệu chứng có hoạt tính kháng viêm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem cái bài báo đầu tiên của giáo sư Taskin về những cái lợi ích của budesonide ở trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vẫn cái bệnh phổi có tắc nghẽn luồng khí. Thì như vậy chúng ta biết rằng là trong RINA step 1 và 2 thì chúng ta sẽ dùng budesonide formoterol là một cái thuốc giảm triệu chứng và có hoạt tính kháng viêm. Thực ra ở đây á là cái thuốc này nó vừa giảm được triệu chứng nhưng mà nó lại có hiệu quả kháng viêm nữa. Và bởi vì nó có tính chất kháng viêm cho nên chúng ta vẫn có thể dùng ý tưởng này để sử dụng cho RINA step 3-4. Sử dụng là thuốc giảm triệu chứng và thuốc duy trì nữa. Như vậy là sử dụng vừa là giảm triệu chứng vừa là duy trì. Thì như vậy, thì đây là cái ưu điểm của budesonide và formoterol trong hen. Cái câu hỏi, cái cho vấn đề là khi mà mình cần nhiều hơn thì mình có thể là nhiều thuốc hơn một chút. Khi mà nhu cầu ít lại thì nó sẽ làm giảm được liều thuốc đi. Và chính vì cái đặc điểm nó có thể thay đổi linh hoạt cái liều như thế cho nên rất là hợp đối với người bệnh. Và bất kỳ khi nào chúng ta sử dụng thuốc giảm triệu chứng thì cũng có việc sử dụng đồng thời thuốc kháng viêm cả. Và như thế chúng ta có thể kiểm soát được cái triệu chứng của hen tốt hơn. Và chúng ta sẽ biết bớt tiếp xúc với corticoid, đường hít nhiều hơn. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là người bệnh nhân sẽ có cái cảm giác là họ có thể kiểm soát được cái bệnh của mình. Họ có thể tự thay đổi cái liều lượng dùng khi nào cần. Đó là điểm rất quan trọng. Đây là một bài báo liên quan đến việc sử dụng budesonide formoterol là thuốc điều trị duy trì và kiểm soát trên bệnh nhân hen. Thì đây là cái tóm tắt của tất cả những cái nghiên cứu này. Như vậy là chúng ta sẽ liên quan đến điều trị hen bước 3, bước 4. Nếu ta so sánh cái sử dụng budesonide là thuốc kiểm soát cộng với SABA khi cần, và so sánh với lại là budesonide formoterol vừa kiểm soát vừa điều khi cần, thì chúng ta đều thấy được rằng nó có thể làm giảm được cái cơn cấp được từ 45% đến 76%. Trong cái nhóm số 2 á, là người ta dùng budesonide formoterol cộng với SABA khi cần, và chúng ta so sánh cái cách dùng budesonide formoterol vừa kiểm soát và vừa khi cần ở trong nghiên cứu STAY. Chúng ta đi qua cái nhóm khác nữa là khi dùng formoterol và cộng thêm formoterol khi cần, tức là, và như vậy thì cái kết quả cũng y như vậy thôi. Nhưng mà cái kết quả tốt nhất thì lúc nào cũng dành cho cái biện pháp điều trị
dùng cái budesonide formoterol vừa là thuốc duy trì, vừa là thuốc cắt cơn. Và khi so sánh với những cái phân tử khác, ở trong trường hợp này là fluticasone và salmeterol cộng với SABA khi cần, thì ở đây một lần nữa chúng ta thấy sử dụng budesonide formoterol vừa ngừa cơn vừa cắt cơn đã làm giảm được cái mức độ, cái đợt cơn cấp của nó đến 36% với so với cái fluticasone salmeterol. Và trong một cái nghiên cứu khác nữa, đó là nghiên cứu ở HAT, thì lúc bây giờ thì cái kết quả cũng y như vậy thôi, mặc dù trong nghiên cứu ở HAT ta đã dùng cái liều cao hơn nữa cái fluticasone và salmeterol. Vẫn như vậy, điều trị cái budesonide formoterol vừa ngừa vừa cắt cơn thì đó là biện pháp áp dụng tốt nhất. Ở đây là một cái phân tích gộp. Người ta xem thử rằng cái mối liên quan giữa cái liều lượng và đáp ứng và cái thời gian của cái điều trị ICS kết hợp với cái thuốc cắt cơn mà khởi phát tác dụng nhanh đó thì như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng là gì? Đây là cái luồng màu xanh đó, là người ta sẽ dùng cái liều budesonide formoterol dùng để làm duy trì. Nếu mà chúng ta sử dụng budesonide formoterol làm thuốc giảm triệu chứng nữa, thì khi mà dùng giảm triệu chứng á, thì người ta sẽ đạt được cái liều, với cái liều là 70/2 thôi, là đã đạt được cái chuyện mà đáp ứng rồi. Như vậy nên nếu dùng để mà làm giảm triệu chứng, thì cái đáp ứng của thuốc nó mạnh hơn là dùng cái thuốc đó để làm duy trì. Và như vậy á, thì chúng ta sẽ không cần phải dùng nhiều cái corticoid đường hít nữa. Và như vậy nếu chúng ta muốn đạt được cái chuyện mà dùng cái điều trị duy trì mà muốn đạt được hiệu quả y như vậy, thì cái liều của nó phải tăng lên là đến 640/18 microgram thì mới đạt được đó. Như vậy, nếu bây giờ người ta dùng cái phương pháp vừa điều trị phòng ngừa, vừa điều trị các triệu chứng trong một cái ống hít thôi á, thì cái hiệu quả mà đáp ứng nó lại cao hơn nữa. Như vậy, giữa ba phương pháp điều trị, dùng cái budesonide formoterol làm thuốc cắt cơn, làm thuốc duy trì, và cái cách là vừa làm duy trì vừa là cắt cơn, thì cái cách mà vừa làm duy trì vừa là cắt cơn thì sẽ đạt được cái hiệu quả mà đáp ứng thuốc cao nhất. Và như vậy thì cái màu cam này này, đó là dành trong trường hợp là bệnh nhân là cái bước 1, bước 2. Còn ở trong cái phần trên á, là vừa dùng duy trì, vừa dùng giảm triệu chứng, thì đó chính là cái bước 3, bước 4. Thì như vậy thì chúng ta đi vô cái phần phân tích gộp này, thì chúng ta xem thử cái hiệu quả của cái điều trị, cái budesonide formoterol, liệu pháp SMART nó như thế nào. Thì chúng ta có thấy được rằng ở đây đó, thì với cái cách mà điều trị theo liệu pháp SMART đó, là vừa ngừa cơn vừa cắt cơn trong một ống hít đó, thì nó sẽ làm giảm được cái đợt cấp của bệnh nhân rất là rõ, với cái chỉ số nguy cơ là 0,68. Khi so sánh với các cái biện pháp liều trị khác. Và tương tự như vậy á, chúng ta so sánh là cái liệu pháp dùng vừa ngừa cơn vừa cắt cơn trong một ống hít so với cái liều dùng ICS-LABA ở cái liều cao hơn thì như thế nào. Thì ở đây cái tỷ số nguy cơ nó là 0,77, nghĩa là mà budesonide formoterol vừa dùng ngừa cơn vừa dùng cắt cơn thì cũng đều mang lại một cái hiệu quả giảm cơn cấp là tốt hơn hẳn so với liệu pháp điều trị liều cố định ở liều cao hơn. Bây giờ cái cơ chế tác dụng của thuốc như thế nào? Thì có một số cái cơ chế tác dụng cần phải được mô tả đây. Đó là cái vai trò của formoterol và budesonide. Bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ về cái khái niệm về cái thuốc giảm triệu chứng mà có hoạt tính kháng viêm. Thì ở đây là cái thuốc nó vừa có khả năng làm giảm được triệu chứng mà vừa lại có hiệu quả kháng viêm nữa. Như vậy là khi mà bệnh nhân hen mà có một cái triệu chứng nặng hơn và họ muốn cần dùng cái thuốc Ventolin cắt cơn chẳng hạn như vậy, thì rõ ràng cái SABA đó nó có thể làm giảm được triệu chứng nhưng nó không tác động lên quá trình viêm ở đường thở. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu chúng ta sử dụng một cái thuốc
Simicon. Ví dụ như đây là một budesonide cộng với formoterol thì nó sẽ chứa đồng thời là thuốc giảm phế quản và thuốc kháng viêm. Như vậy, bệnh nhân chỉ cần dùng một thuốc thôi, nó đã có thể làm giãn được phế quản và đồng thời kháng viêm nữa. Bởi nhờ hai cái hoạt tính vừa giãn phế quản vừa kháng viêm kết hợp với nhau. Và như vậy, người bệnh nhân sẽ bớt được triệu chứng bởi hiệu ứng giãn phế quản và bớt được hiện tượng viêm bởi nhì cái hiệu ứng kháng viêm của budesonide ở trong đó. Đây là cái nghiên cứu, đây là cái chương trình Sabina. Để là và rất là quan trọng đó. Và người ta sẽ đánh giá là cái việc mà sử dụng quá liều cái thuốc kích thích beta 2 giao cảm tác dụng ngắn ở trong hen thì nó ảnh hưởng như thế nào. Thì lúc bây giờ người ta sẽ coi thử về cái sự gia tăng về cái tỷ lệ, về cái tần suất được cấp và tử vong khi mà sử dụng lạm dụng cái SABA. Và như vậy thì người ta xem thử rằng là cái so sánh cái số lượng mà cái ống thuốc giảm triệu chứng mà người bệnh nhân dùng với lại cái đợt cấp mà bệnh nhân gặp ở trong một năm là như thế nào. Và như vậy, nếu như phân tích bệnh nhân thành các nhóm điều trị khác nhau là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Và người ta thấy rằng với cái bước điều trị mà càng cao chừng nào mà việc sử dụng cái số lượng thuốc các cơn càng nhiều chừng đó thì nó sẽ làm dẫn đến cái đợt cấp mà bệnh nhân phải chịu nó cũng tăng lên một cách đáng kể song song với việc tăng lên của các bước điều trị. Và như vậy người ta sẽ phân nhóm bệnh nhân thành các cái nhóm dùng từ 0 đến 2 bình xịt, 3 đến 5, 10 đến 6 đến 10 và lớn 11. Và người ta xem thử rằng á là cái tỷ lệ tử vong của người bệnh nhân như thế nào. Và người ta kết quả là nếu bệnh nhân sử dụng cái số lượng cái bình mà giảm triệu chứng SABA càng nhiều chừng nào thì cái tỷ lệ tử vong nó càng cao chừng đó. Và ngày nay cái điều đó vẫn luôn đúng trong cái thời đại mà chúng ta đã có sẵn sàng những cái thuốc mà corticoid đường hít cho người bệnh nhân. Làm sao có thể chúng ta biết nhận diện ra được những người bệnh nhân đã lạm dụng cái thuốc SABA bây giờ? Và như vậy, có một số người bệnh nhân người ta còn lệ thuộc vô cái việc mà sử dụng cái SABA nữa. Sử dụng cái thuốc màu xanh đó, tức là Ventolin đó. Và người bệnh nhân mỗi lần dùng cái thuốc này thì nghĩ rằng là triệu chứng của mình tốt hơn rồi. Và tốt hơn như vậy thì nghĩ là bệnh nó đỡ rồi. Và như vậy, những nhà nghiên cứu đã phát triển ra một cái bộ câu hỏi. Và dùng cái bộ câu hỏi đó, chúng ta có thể phát hiện ra những người bệnh nhân nào đã bị lệ thuộc quá mức vào SABA. Và đây là các câu hỏi. Câu thứ nhất đó là bệnh nhân có sử dụng cái thuốc giảm triệu chứng của mình để điều trị và họ xem đây là cái cách tốt nhất để mà điều trị hen hay không. Thứ hai là tôi có lo lắng về hen khi mà tôi có cái thuốc giảm triệu chứng màu xanh hay không. Và thuốc giảm triệu chứng màu xanh có phải là cái thuốc duy nhất mà tôi có thể tin vào hay không? Và những lợi ích của việc sử dụng thuốc giảm triệu chứng màu xanh đó thì vượt quá cái những cái nguy cơ mà nó đem lại hay không? Và cuối cùng là tôi thích lệ thuộc vào cái thuốc giảm triệu chứng nhiều hơn là cái thuốc ngăn ngừa có corticoid của tôi. Và như vậy là bảo bệnh nhân trả lời những câu hỏi này đánh số từ 1 đến 5. Và như vậy á, nếu như bệnh nhân chỉ trả lời toàn và mức đồng ý hoặc rất đồng ý thì là bệnh nhân đã là lệ thuộc vào SABA rồi. Và khi mà chúng ta hỏi bệnh nhân thì kết quả như thế nào? Thì những người bệnh nhân nói là tôi đồng ý nhiều lắm, tôi đồng ý nhiều đó. Thì cho 5 cái câu hỏi thì cái tỷ lệ đó là rất là cao. Và như điều đó cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà lệ thuộc vào cái thuốc giảm triệu chứng SABA đó là rất là nhiều, rất là quan trọng. Và như vậy thì chúng ta cần phải làm gì để vượt qua điều này? Và đây là cái đã đến lúc mà chúng ta phải phá đi cái vòng luẩn quẩn của cái việc mà cứ lệ thuộc vô cái thuốc cắt cơn SABA để trong cái điều trị hen nữa. Và đây là lúc chúng ta cần phải hành động hết sức là quyết liệt cho việc này.
Và như vậy thì quý vị nên làm gì? Nên sử dụng cái bảng câu hỏi Sabina này cho bệnh nhân của mình để nhận diện ra những người bệnh nhân mà lệ thuộc vô Sapa. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà triệu chứng của bệnh nhân mà xấu đi đó, thì họ sẽ lập tức đi tìm một cái thuốc nào đó để làm giảm triệu chứng của họ. Nhưng mà thông thường á, thì cái thời gian họ tìm được cái thuốc á, thì rất là trễ. Và lúc đó bây giờ bệnh nhân đã phải nhập viện mất tiêu rồi. Và như vậy thì khi mà triệu chứng của bệnh nhân mà nặng lên á, bệnh nhân tìm đến thuốc thì đã là trễ rồi. Cho nên nếu bây giờ làm cho người bệnh nhân có thể nhận diện được cái triệu chứng của mình sớm hơn để mà dùng thuốc can thiệp mau hơn, thì có phải là họ đã có thể ngăn ngừa được sự nặng lên rất là nhiều của cái bệnh hen đến mức họ phải nhập viện hay không? Và làm sao lại làm cho người bệnh nhân hiểu được rằng sử dụng cái thuốc giãn phế quản kết hợp với corticoid vào đúng thời điểm sẽ làm giúp cho họ tốt hơn rất là nhiều? Làm sao để có thể làm được việc đó hay không? Và như vậy thì làm sao phải nói được rằng là cho cái thuốc corticoid đường huyết vào đúng thời điểm và đủ sớm để có thể ngăn ngừa hiện tượng viêm, ngăn ngừa hiện tượng nặng lên của bệnh là cực kỳ quan trọng. Là chọn là thời điểm đúng là quan trọng lắm. Và tôi tìm thấy một cái nghiên cứu hết sức là hay. Đây là một cái nghiên cứu mà người ta có thể tìm được cái cơ chế tác dụng của thuốc để coi thử cái cơ chế mà tác động tương tác giữa cái phomoterol với lại là budesonide ở trong cái vấn đề làm giãn phế quản ra làm sao. Thì phomoterol là thuốc giãn phế quản vì nó sẽ làm giãn các phế quản ra. Nhưng mà tại sao khi mà kết hợp phomoterol với budesonide thì hiệu quả giãn phế quản lại còn hơn nữa? Và còn một cái nghiên cứu khác á, mà ta xem so sánh về cái diện tích dưới đường cong của cái giãn phế quản thì kết quả cũng y như vậy luôn. Và người ta thấy rằng cái hiệu quá của nó là nó ảnh hưởng đến quá trình phosphorin hóa cái đầu của myosin ở trên cái cơ trơn phế quản. Và thực ra là cái chuỗi nhẹ ở trong cái đầu myosin ở trong cái chuỗi nhẹ của cái cơ trơn đó thì nó đóng một vai trò hết sức là quan trọng ở trong cái quá trình làm giãn phế quản nhiều hơn nữa. Và ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là gì? Một mình cái phomoterol đó thì nó có thể làm giãn phế quản rồi. Và nó có thể tác động lên cái chuỗi nhẹ ở trên cái cơ trơn của phế quản. Và như vậy là so sánh với lại những cái thuốc kích thích ở đây, tức là một cái dạng mà carbacol đó, thì cái phomoterol đã làm giãn phế quản nhiều hơn rất là rõ rồi. Nhưng mà khi mà kết hợp với budesonide thì hiệu quả giãn phế quản còn cao hơn nữa. Như vậy chúng ta sẽ nói một chút về vấn đề quản lý hen ở các nước châu Á thì như thế nào. Đầu tiên đó, thì chúng ta xem một số cái vấn đề, những cái thách thức mà chúng ta cần gặp lại. Đó là cái vấn đề trên thực hành lâm sàng á, chúng ta đã kê thuốc không có đầy đủ cho người bệnh nhân. Và đây là kết quả ở trên cái khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là bệnh nhân đã sử dụng cái thuốc mà corticoid đường huyết đó là ít thôi. Trong khi đó bệnh nhân lại dùng những cái thuốc đường uống, ví dụ như là corticoid uống, ví dụ theophylline thì rất là cao. Và đấy đó là một cái vấn nạn của mình đó, mình không có dùng đủ cái thuốc huyết. Và cái vấn đề đó cũng xảy ra ở Hàn Quốc luôn. Cũng gần khoảng 800.000 người bệnh nhân ở Hàn Quốc đã dùng thuốc uống để chữa hen suyễn. Trong khi đó là cái số bệnh nhân mà dùng thuốc đường xịt đó, là nó chỉ có khoảng 30% thôi, nghĩa là khoảng độ có 250.000 thôi. Như vậy là trong khu vực châu Á Bình Dương, việc lạm dụng thuốc uống là rất quan trọng. Thứ hai á, là cái vấn đề mà cái stigma, tức là cái sự sợ hãi về mặt xã hội đó, sự nhận thức của xã hội về mặt hen đó, thì khi mà có bị hen á, thì bị kể rồi kỳ thị, thì điều đó cũng có ở trong khu vực châu Á. Và ở đây á, thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Thì người bệnh nhân á, đến 50% các trường hợp á, là có cảm giác rất là khó chịu khi phải sử dụng cái thuốc mà thuốc hen trước mặt mọi người.
Và khi mà cứ phải mang theo thuốc hen đem theo thì cảm thấy rất là khó chịu, cũng gần đến 50% các trường hợp. À, và cứ để cái thuốc hen cạnh mình thì mình cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Hoặc là cảm thấy là sử dụng cái thuốc hen là rất là khó khăn, cũng đến 31% các trường hợp. Và đấy là những cái khái niệm sai lầm về việc hen và điều trị hen ở trong dân số châu Á mà chúng ta cần phải thay đổi đi. Chúng ta cũng xem thử rằng á, là người bệnh nhân sử dụng thuốc cắt cơn một mình thôi thì sao? Thì đến gần 1/3 trường hợp là chỉ dùng một mình thuốc giảm triệu chứng thôi. Điều đó đúng ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Thái Lan, ở Việt Nam, ở Hồng Kông. Cái vấn đề quan trọng là gì? Cái việc mà ở các cái bác sĩ mà ở cái tuyến đầu lại kê cái thuốc corticoid đường huyết là rất là thấp. Và cái việc mà kê corticoid đường huyết á thì chỉ kê là ở cái bệnh viện mà tuyến đầu thôi, ở cái bệnh viện mà cấp cao đó. Nhưng mà ở những cái nơi bệnh viện mà tuyến cơ sở thì lại không có chịu kê corticoid đường huyết cho bệnh nhân. Vì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều để mà thay đổi đi. Và một nữa là cái vấn đề chẩn đoán không phù hợp. Và chính vì điều đó là nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà sử dụng rất là nhiều corticoid đường uống, và người ta đã không có chịu sử dụng cái chức năng hô hấp đủ để mà có thể chẩn đoán ra được người bệnh nhân. Thì một lần nữa thì thấy là gì, người ta chỉ kê người ta chỉ đo cái chức năng hô hấp khi mà bệnh nhân đến những bệnh viện tuyến cuối thôi, trong khi đó là những bệnh viện tuyến đầu thì lại không có chịu đo chức năng hô hấp. Không đo chức năng hô hấp thì làm sao mà chẩn đoán hen cho đúng được. Một điều nữa đó là cái kỳ vọng đối với việc kiểm soát hen thì rất là thấp. Và chúng ta thấy rằng đây cái tỷ lệ mà được kiểm soát hen hoàn toàn thì rất là thấp. Nó chỉ khoảng độ dưới 10% thôi. Trong khi đó cái tỷ lệ mà không kiểm soát hen ở màu đen ở đây thì rất là cao. Và như vậy có thể nói được rằng bệnh nhân hen ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương mình thì không có được kiểm soát hen rất là tốt. Và đây là một cái slide do giáo sư trước đã đưa ra rất là nhanh rồi. Chúng ta cũng có thể thấy được rằng có rất là nhiều bệnh nhân cho rằng họ đã được kiểm soát hen rất là tốt, nhưng mà thật ra thì họ chỉ là kiểm soát hen một phần hoặc là không kiểm soát hen mà thôi. Cuối cùng á, thì chúng ta sẽ xem một số cái dữ liệu về budesonide formoterol ở châu Á. Thì đây là một cái nghiên cứu giữa giáo sư Vogenham và cộng sự để xem thử là cái vấn đề mà sử dụng budesonide formoterol như thế nào ở trong các đất nước như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan cũng đều tham gia nghiên cứu này. Người ta so sánh budesonide formoterol điều trị duy trì và khi cần so sánh với salbutamol, fluticasone cộng với salbutamol để các triệu chứng. Và như vậy thì rõ ràng cái biện pháp điều trị budesonide formoterol vừa duy trì vừa cắt cơn nó đã làm cho bệnh nhân có ít cái nó ít cái cơn hen cấp hơn cả những cái phương pháp điều trị so sánh, dù rằng cái phương pháp điều trị so sánh ở liều cao hơn. Một cái nghiên cứu khác, người ta cũng so sánh cái budesonide formoterol với lại fluticasone furoate với vilanterol. Thì ở đây chúng ta cũng thấy được rằng là độ so sánh về cái nồng độ của chất kháng viêm đó, phenol đó, thì ở cái nồng độ NO trong hơi thở ra thì đối với biện pháp SMAC á thì cũng đều thấp hơn rất là rõ ở so với cái nhóm dùng formoterol, dùng cái fluticasone furoate với vilanterol. Và như vậy chúng tôi sẽ nói rằng cái budesonide formoterol liệu pháp SMAC thì rất là tốt cho cái dân số ở vùng khu vực châu Á Thái Bình Dương. Điều đó cũng lặp lại ở nghiên cứu ở Trung Quốc luôn. Và nó được biểu hiện rất là rõ bằng cái sự cải thiện của chỉ số, của cái điểm số ACQ. Và điều này được lặp lại được rất nhiều ở các quốc gia khác nhau, ví dụ như ở Trung Quốc, ở Ấn Độ cũng như là ở cái Đài Loan. Cuối cùng đó thì cũng có những cái khuyến cáo đi từ cái hướng dẫn của Gina. Và người ta khuyên rằng là nên sử dụng thuốc kháng viêm vừa ngừa cơn vừa cắt cơn cho bệnh nhân. Như vậy chúng ta có thể điều trị bệnh nhân theo cái cách này. Bước 1 thì chúng ta chỉ dùng một mình thuốc giảm triệu chứng thôi. Bước thứ 2
là dùng 2 nhát một ngành một ngày. Bước 3 thì dùng 2 nhát buổi sáng, 2 nhát buổi chiều. Còn bước 4 thì nên chuyển bệnh nhân lên cái khám bác sĩ chuyên khoa. Và sau đó chúng ta có thể giảm xuống. Nếu như bệnh nhân sử dụng thuốc giảm triệu chứng nhỏ hơn 2 lần trong một tuần, chúng ta có thể tiếp tục như vậy nếu dùng thuốc triệu chứng lớn 2 lần và nhỏ hơn 7 lần trong một tuần. Còn sẽ tăng liều, tăng bậc lên khi bệnh nhân sử dụng nhiều hơn 7 lần cái thuốc giảm triệu chứng một tuần. Và như vậy, để kết luận lại á, thì cái lợi ích của việc sử dụng vừa ngừa cơn vừa cắt cơn trong một ống hít là gì? Là cái tác dụng phụ thì nó giảm hơn rất là nhiều so với cái liều cao hoặc liều tương đương của ICS. Cái cơ chế tác dụng của nó là sự kết hợp của SABA và ICS trong điều trị, như buộc lòng phải điều trị sớm, điều trị nhanh ngay từ đầu, và cái hiệu quả ở trên cái chuỗi nhẹ của myosin. Thì ở trong cái điều trị của hen ở trong khu vực châu Á thì có những điểm mà tôi đã trình bày lên, và những cái dữ liệu mà đã rất là tốt ở đây. Thì xin cảm ơn giáo sư Rin Kuki đã trình bày về cái bài nói này, và cũng nói được cái vai trò của cái thuốc ở trong cái vấn đề điều trị mà vừa ngừa cơn vừa cắt cơn trong một ống hít dùng cho bệnh nhân hen nhẹ cũng như là hen từ bậc 3 và bậc 4. Và cho những cái cách tiếp cận hết sức là dễ dàng. Và bây giờ đây là có thời gian cho chúng ta có một số câu hỏi. Có một cái câu hỏi là cái nguyên nhân hoặc là cái genotype của bệnh nhân hen mà có cái đáp ứng với điều trị như nhau không, thì có phải là do nguyên nhân hoặc genotype giống nhau không, và có cái biomarker nào để giúp hướng dẫn không? Thì chúng tôi sử ngày nay á thì không có cái dấu ấn sinh học nào được xem là có thể hướng dẫn điều trị một cách tốt được. Nữa không? Chúng tôi rất cảm ơn thầy giáo sư Shin Kuki và ngành thông dịch viên Bảo đã giúp cho diễn đạt cái phần trình bày của giáo sư Shin Kuki rất là rõ ràng. Thì qua cái phần của giáo sư thì chúng ta đã thấy được rất là nhiều vấn đề mới, kể cả những cái vấn đề về sinh học phân tử và toàn cảnh của châu Á. Thì sau đây là chúng ta sẽ tiếp tục cái ca lâm sàng lúc đầu giờ, và chúng ta sẽ có những câu hỏi thảo luận tiếp. Xin mời bác sĩ Kim Tiên. Dạ, cảm ơn cô. Thì chúng ta sẽ quay trở lại ca lâm sàng. Như chúng ta biết thì bệnh nhân này đã được tăng mức điều trị như vậy, và sau cùng thì bệnh nhân được chuyển qua liệu pháp budesonide hoặc colterone với liệu pháp SMAC. Thì sau khi điều trị 2 tháng thì bệnh nhân giảm các triệu chứng khá là rõ và không còn thức giấc về đêm, cũng rất ít khi phải dùng thuốc cắt cơn, rất ít khi phải dùng thêm budesonide hoặc colterone khi cần. Thì bệnh nhân này thì vai trò của ICS hoặc colterone đã được khẳng định trong khuyến cáo của Lina 2020, đã khẳng định rằng là với cái liệu pháp SMAC, tức là xài ICS hoặc colterone vừa dùng duy trì vừa dùng cắt cơn, thì làm giảm được cấp có ý nghĩa, đồng thời với cái mức độ kiểm soát hen tương đương với liệu pháp truyền thống mà với cái lượng corticoid ít hơn. Như vậy thì tóm lại, chúng ta đã đi qua ca lâm sàng để thấy rằng là ở mỗi bệnh nhân, nếu mà muốn điều trị tốt cho bệnh nhân, thì chúng ta cần phải đánh giá kiểm soát hen ở mỗi lần khám để điều chỉnh điều trị cho phù hợp, đồng thời nhận diện các cái yếu tố mà làm cho hen không kiểm soát, nhận diện được các yếu tố nguy cơ vào đợt cấp, cũng như là tìm những cái nguyên nhân tại sao bệnh nhân hen không kiểm soát, xem là có yếu tố nguy cơ gì có thể điều chỉnh được hay không, đồng thời giáo dục cho bệnh nhân tránh các yếu tố tiếp xúc, tránh các yếu tố nguy cơ và thực hiện cái kế hoạch hành động hen tùy thuộc vào mỗi bệnh nhân. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào các cái câu hỏi thảo luận. Thì ở kỳ trước chúng ta đã nhận được một số câu hỏi thảo luận, thì kỳ này chúng ta sẽ tiến hành thảo luận những câu hỏi đó. Thì câu hỏi đầu tiên, có nên điều trị hen theo triệu chứng hay không? Thì ở cái câu hỏi này, có nên điều trị hen theo triệu chứng hay không, thì xin mời chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giác về vấn đề này ạ. Vâng, câu hỏi hết sức là hay và là phù hợp với cái mong muốn, cái nhu cầu của bệnh nhân, của gia đình bệnh nhân và của thầy thuốc.
Thế thì chúng ta cần phải xem lại cái định nghĩa của hen phế quản như thế nào. Thì theo GINA 2020 chúng ta thấy hen là tình trạng cái bệnh lý hết sức là đa dạng và thường là nó có cái đặc điểm đó là viêm mãn tính đường hô hấp. Và với cái hiện diện của các triệu chứng hô hấp đó là khò khè, khó thở, nặng ngực và ho, thì các triệu chứng này thường nó thay đổi theo thời gian, cường độ cùng với cái giới hạn cái luồng thì khí thở ra dao động. Thì trong cái định nghĩa này chúng ta lưu ý đó là nó có cả cái tình trạng viêm đường thở, co thắt phế quản, đó là hai cái mà nó sẽ song hành với nhau. Thế còn nếu chúng ta mà chỉ giải quyết cái co thắt phế quản, tức là giải quyết cái triệu chứng ấy, cái co thắt phế quản không ấy, thì đó là giải quyết cái phần ngọn, chứ chúng ta chưa giải quyết cái tình trạng viêm đường thở. Thế thì nếu như chúng ta cũng rất dễ nhận thấy, nếu chúng ta chỉ dùng Saba cắt cơn ấy, thì chúng ta giải quyết được triệu chứng của bệnh nhân, nhưng còn cái nền viêm chúng ta không giải quyết được. Và lâu dần ấy, thì chúng ta sẽ đến dẫn đến một cái tình trạng nó gọi là tái cấu trúc đường thở, remodeling. Thì với những tình trạng mà viêm rồi không kiểm soát được đấy mà gây tái cấu trúc đường thở đấy, thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ đối mặt với cái rối loạn thông khí tắc nghẽn mà không hồi phục với các cái thuốc điều trị nữa, và bệnh nhân sẽ chuyển đến giai đoạn nặng nề hơn rất là nhiều. Do vậy mà trên lâm sàng thì chúng ta cần phải lưu ý. Bệnh nhân thì thông thường ấy là người ta thấy cắt được triệu chứng rất nhanh và lại rẻ nữa, cho nên là thường ấy là họ rất thích cái thuốc cắt cơn Saba. Thế nhưng với các thầy thuốc lâm sàng, chúng ta đã hiểu được cái nguyên nhân, cái cơ chế bệnh sinh, chúng ta đã hiểu được cái đặc tính của hen, đó là viêm mãn tính đường thở, và cái co thắt phế quản gây ra triệu chứng đó chỉ là cái hậu quả của cái tình trạng viêm đường thở, thì chúng ta cần phải lưu ý trong cái liệu pháp điều trị cần phải có cái hoạt chất ICS để có thể giảm cái viêm bên cạnh các cái triệu chứng. Thì các cái khuyến cáo thì chúng ta thấy rằng là trong cái mục tiêu điều trị của hen ấy, thì kể cả Hiệp hội Lồng ngực Mỹ, Hiệp hội Lồng ngực Anh cũng như là khuyến cáo của GINA ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ, cái việc mà chúng ta kiểm soát triệu chứng của bệnh nhân cũng đóng vai trò hết sức là quan trọng. Và GINA 2020 thì cũng nhấn mạnh đó là gì ạ, chúng ta cần phải đạt cái kiểm soát hen và duy trì cái hoạt động thường ngày của bệnh nhân. Và cái mục tiêu thứ hai cũng đóng vai trò gọi là rất quan trọng, đó là chúng ta cần phải giảm cái nguy cơ đợt kịch phát trong tương lai, hạn chế được cái rối loạn thông khí tắc nghẽn đường thở cố định và các cái biến cố ngoại ý có liên quan đến thuốc. Thế thì chúng ta lưu ý ở đây đó là gì ạ, là cắt được triệu chứng của bệnh nhân thôi chưa đủ. Chúng ta chưa phòng ngừa được các nguy cơ trong tương lai. Và các nghiên cứu cho thấy rằng nếu chúng ta quá lạm dụng Saba ấy, thì bệnh nhân sẽ đối mặt với các cái nguy cơ xuất hiện các cái đợt cấp nặng, các cái đợt kịch phát nặng và thậm chí có thể gây tử vong. Và với cái câu hỏi là có nên điều trị hen phế quản theo triệu chứng hay không ấy, thì vấn đề ở đây nó không phải là nằm ở chỗ là có nên hay không nên điều trị theo triệu chứng, mà vấn đề ở chỗ là chúng ta cần phải điều trị hen theo triệu chứng bằng cái thuốc gì. Và với những cái bằng chứng nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng cái budesonide formoterone với liệu pháp SMART ấy, tức là vừa cắt cơn vừa phòng ngừa cơn trong cùng một bình hít ấy, thì chúng ta sẽ thấy là đạt được cả hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là kiểm soát được triệu chứng, và trong cái thành phần vì có ICS cho nên chúng ta sẽ đạt được cái kiểm soát cái nền viêm đường thở cho bệnh nhân. Và thực tế cho chúng ta thấy rằng là cái khuyến cáo ở đây thì chúng ta thấy ở GINA 2018, thì chúng ta cùng quay lại một chút về cái lịch sử, thì với khuyến cáo 2018 của GINA ấy, thì chúng ta thấy hen bậc 1, bậc 2 thì thuốc cắt cơn đó là Saba khi cần. Thế thì chính cái điều này là đã xảy ra những cái tranh luận hết sức là gay gắt, và rất nhiều những nhà lâm sàng cũng đưa ra những cái điểm nghịch lý trong kiểm soát hen. Đó là gì ạ? Đó là đối với hen ấy, thì là viêm đường thở, đó là cái co thắt phế quản, và viêm đường thở là mãn tính. Thế thì với liệu pháp cắt cơn bằng Saba đơn thuần ấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Không thể nào mà giảm được cái nền viêm. Và những cái nghịch lý này thì đã được khắc phục vào những cái khuyến cáo của GINA bản cập nhật. Và đặc biệt là Bộ Y tế Việt Nam thì cũng đã phê duyệt cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.
thì chúng ta thấy rằng là cái thuốc kiểm soát hen ưu tiên, cái thuốc cắt cơn hen ưu tiên, thì chúng ta thấy trong cái thuốc cắt cơn hen ưu tiên ở đây đó là gì ạ? Là liệu pháp mà ICS và phòng một thiệt khi cần. Và với những cái ưu điểm vừa cắt cơn vừa phòng ngừa cơn vì có ICS, nên chúng ta sẽ thấy rằng cái thuốc cắt cơn ở đây ICS phòng một nó xuất hiện từ cái bậc 1 cho đến cái bậc 5 trong các cái bậc điều trị của hen theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cũng như là khuyến cáo của China. Thì xin chia sẻ một số cái điểm như vậy đối với đồng nghiệp. Dạ, xin cảm ơn với giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp đã chia sẻ các cái vấn đề về có cần phải điều trị hen theo triệu chứng hay không cũng như là cái tình viêm qua các khuyến cáo. Thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ hai, đó là làm thế nào để dùng khi cần, dùng khi có triệu chứng. Tức là chúng ta đã biết là trong các khuyến cáo đều nói là thuốc dùng khi cần hay dùng khi có triệu chứng, như vậy như thế nào là dùng khi cần và dùng khi có triệu chứng. Thì chúng ta biết rằng là hen, khi mà một bệnh nhân vào đợt cấp hen, không phải là tự dưng bệnh nhân đột ngột vào một đợt cấp hen, bệnh nhân sẽ có một cái diễn tiến quá trình. Thì qua cái biểu đồ bên trên cho chúng ta thấy rằng là một bệnh nhân hen thông thường người ta sẽ có một diễn tiến khoảng từ khoảng 2 tuần trước đó, là cái nền viêm người ta đã thay đổi rồi, bệnh nhân đã bắt đầu cảm thấy được rằng là cái sức khỏe người ta không được ổn, người ta cảm thấy là có thể là hơi mệt hơn và người ta đã cảm thấy cái sức khỏe người ta thay đổi so với thường ngày. Thì thấy rằng là trong khoảng từ 5 tới 10 ngày trước khi bệnh nhân vào cái đỉnh của cái triệu chứng nặng nề nhất, đó là cái cửa sổ cơ hội để chúng ta có thể sử dụng cái liều thuốc kháng viêm để mà dập tắt cái nền viêm, giúp cho bệnh nhân có thể kiểm soát được hen tốt hơn. Thì cái điều này được thể hiện qua cái sơ đồ ở bên trên. Nhưng chúng ta thấy thì qua sơ đồ trên chúng ta có ba cái đường. Ở cái đường màu hồng á là bệnh nhân sử dụng cái điều trị theo liệu pháp SMART, tức là bệnh nhân sẽ sử dụng là ICS hoặc Moterone, vừa dùng cái điều đó điều trị đó duy trì và vừa dùng cắt cơn luôn. Thì ngay khi bệnh nhân vừa có cái triệu chứng mà hơi xấu đi, vừa cảm thấy hơi mệt hay khó thở hơn, thì bệnh nhân đã bắt đầu hít thêm một nhát là Budesonide hoặc Moterone rồi. Thì lúc này bệnh nhân chẳng những cung cấp được cái liều thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh, tác dụng ngắn để giảm triệu chứng, mà bệnh nhân đồng thời cũng được nhận thêm một cái liều kháng viêm. Điều đó nó giúp dập tắt cái nền viêm và giúp cho bệnh nhân có thể kiểm soát được, đạt được triệu chứng tốt hơn. Cái này gọi là can thiệp sớm. Đối với cái nhóm thứ hai là ở cái đường màu xanh lá cây, thì chúng ta thấy rằng ở cái nhóm này bệnh nhân cũng xài Budesonide hoặc Moterone duy trì, nhưng mà thuốc cắt cơn thì lúc này bệnh nhân đang xài Savacaftan. Ở nhóm này thì bệnh nhân khi bệnh nhân có trải qua cái triệu chứng trở nặng ban đầu thì bệnh nhân sẽ sử dụng Savacaftan trước. Đến sau 2 ngày mà triệu chứng vẫn còn nặng nề thì bệnh nhân mới bắt đầu thay đổi cái điều trị duy trì thường ngày, bệnh nhân tăng cái liều duy trì thường ngày theo cái mức độ triệu chứng. Thì lúc này cũng gọi là can thiệp sớm. Tuy nhiên bệnh nhân đã phải trải qua 2 ngày không kiểm soát được hen rồi và vẫn gia tăng cái triệu chứng trước khi được kiểm soát hen. Còn đối với cái đường màu đen, tức là cái liệu pháp truyền thống đó, thì bệnh nhân này là được điều trị với cái ICS hoặc với ICS LABA thông thường và sử dụng cắt cơn bằng một cái thuốc LABA, tức là một cái SAMA, tức là một cái thuốc cắt cơn tác dụng ngắn. Thì đối với trường hợp này thì bệnh nhân triệu chứng tiếp tục gia tăng đến đỉnh và rơi vào đợt cấp. Như vậy thì đối với cái liệu pháp truyền thống này mà làm cho bệnh nhân hen không có kiểm soát được và sẽ rơi vào đợt cấp. Như vậy thì ở cả ba cái nhóm bệnh nhân, ở từ mức điều trị thứ ba đến mức điều trị thứ ba thứ tư thứ năm, thì với sử dụng các cái mức liều là từ liều thấp tới liều trung bình tới liều cao ICS hoặc Moterone hai lần một ngày, thì thấy là cái thời gian mà bệnh nhân không phải sử dụng cái thời gian mà bệnh nhân không phải sử dụng thuốc cắt cơn là lên đến 70%. Ở đây chúng ta thấy là không sốt khi cần ở cái trục vành, chúng ta thấy là đến 70% bệnh nhân, gần 70% thời gian là không cần phải sử dụng thêm thuốc cắt cơn. Như vậy thì thực tế trong thực hành lâm sàng chúng ta phải tính cái số nhát cắt cơn dùng thêm như thế nào. Vì một số trường hợp đó, đối với nhất là những bệnh nhân mà có bảo hiểm y tế đó, thì đôi khi chúng ta một cái bình hít mà Budesonide hoặc Moterone có thể là 60 liều hoặc 120 liều. Thì ví dụ chúng ta bình thường chúng ta cho ngày 2 nhát, sáng 1 nhát, chiều 1 nhát, thì thường đến 1 tháng sau thì bệnh nhân hết thuốc nếu mà chúng ta chỉ dùng như vậy và cắt cơn bằng Saba. Nhưng mà ở liều pháp SMART thì bệnh nhân sẽ phải hút thêm khi có triệu chứng trở nặng. Như vậy vấn đề là làm sao chúng ta tính được cái nhát hút thêm đó và để hẹn bệnh nhân tái khám cho phù hợp. Thì qua đây thì
Em xin nhờ sự chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp ạ. Vâng, câu hỏi thì cũng hết sức là thực tế, vì trong thực hành lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là cái tubo Heller mà chúng ta đã kê cho bệnh nhân dùng cái liệu pháp SMART ấy, thì thông thường ví dụ như là bệnh nhân có được cái kê tubo Heller CPCOR là 60 liều chẳng hạn, mà bệnh nhân đang dùng 2 lần hít mỗi ngày, thì chúng ta sẽ thấy là chỉ được 1 tháng. Thế tuy nhiên là nếu như bệnh nhân mà lại dùng khi cần chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là có thể là chưa đến 1 tháng nhưng mà là thuốc đã hết rồi. Thế và lại chưa đến cái đợt khám bảo hiểm y tế thì chúng ta làm như thế nào? Thì thông thường ở đây thì xin các đồng nghiệp lưu ý đó là gì ạ? Là chúng ta cần phải hướng dẫn, tư vấn cho bệnh nhân. Đó là nếu như chưa đến cái thời gian khám lại đấy, thì chúng ta cũng, mà bệnh nhân hết thuốc đấy, thì chúng ta cũng hướng dẫn họ đến bệnh viện khám lại. Tại vì là thông thường thì đối với cơ quan bảo hiểm y tế thì thường nếu như mà chúng ta thấy người ta nộp lại cái vỏ bình thuốc mà hết ấy, tức là chứng tỏ là bệnh nhân đã dùng thực và người ta vì cái hen nó không được kiểm soát cho nên là người ta phải dùng nhiều hơn so với lại cái liều mà đã kê. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là nếu như chúng ta đã dự kiến là bệnh nhân này phải dùng liệu pháp SMART, tức là cái số liều của bệnh nhân có thể dùng nhiều hơn so với lại cái phác đồ điều trị thông thường, có thể thôi ấy, chứ không vì thông thường những bệnh nhân của chúng tôi chẳng hạn đã dùng liệu pháp SMART ấy, thì thường là bệnh nhân cái số hít thêm ấy, rất là ít và vẫn đủ đảm bảo được. Thì thông thường những trường hợp mà chúng ta dự kiến có thể bệnh nhân giai đoạn mà chưa kiểm soát được ấy, thì chúng ta có thể kê với cái tubo Heller đó là 120 liều thì sẽ thoải mái để mà dùng cho bệnh nhân trong cái thời gian quản lý và kiểm soát. Cái điểm nữa ở đây không phải là cái số hít thêm khi cần trong cái ngành lâm sàng, mà liên quan một cái yếu tố nữa mà cũng xin lưu ý với quý vị đồng nghiệp, đó là nếu như mà chúng ta hướng dẫn họ cái cách phát hiện ra được đâu là cái thời điểm, cái triệu chứng hoặc là đâu là cái dấu hiệu cảnh báo để người ta có thể hít thêm khi cần là phù hợp, và cũng tránh cái chuyện là người ta có thể lạm dụng hoặc là tránh người ta phát hiện cái triệu chứng nó quá muộn quá trễ, thì cái số liều nhát hít của cái Simicor nó có thể nó nhiều mà vẫn không đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Thì đấy là một số điểm mà chúng ta lưu ý như vậy. Mà xin cảm ơn sự chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp. Thì mình sẽ đi vào cái câu hỏi thảo luận tiếp theo, đó là đối với bệnh nhân hen từ bậc 3 đến bậc 5 thì có triệu chứng co thắt thôi, thì lúc này bệnh nhân chỉ cần dùng thuốc giãn phế quản khi cần, như vậy thì sẽ có tình trạng dùng quá liều ICS khi dùng ICS cộng Moteron như là thuốc cắt triệu chứng hay không? Tức là ở vùng bệnh nhân hen đó, khi mà người ta vô cơn khó thở, người ta vô cái cơn khó thở khọt hẹp, thì chúng ta nghĩ rằng là lúc này chỉ có là co thắt phế quản thôi, thì liệu rằng là chúng ta chỉ nên dùng giãn phế quản thôi hay là chúng ta dùng cả ICS cộng Moteron nữa? Và nếu như chúng ta tuân theo cái liệu pháp SMART đó, tức là dùng ICS cộng Moteron cắt cơn luôn, thì là có dư corticoid hay không? Để chia sẻ vấn đề này thì em xin mời phó giáo sư tiến sĩ Vương Giáp chia sẻ tiếp ạ. Vâng, cái câu hỏi này thì cũng có các đồng nghiệp ở tuyến dưới gọi điện trao đổi, bảo chúng em có những cái ca mà bây giờ nếu nó chỉ có xuất hiện co thắt phế quản không ấy, thì chúng em chỉ cần dùng SABA thôi thì có được hay không. Thì thực tế là như thế này, với các cái bằng chứng nghiên cứu chúng ta thấy rằng là đối với hen mà từ bậc 3, bậc 4, bậc 5, tức là những cái hen mà đã gọi là khó kiểm soát, nó hen đã được xếp vào cái mức độ gọi là không phải là hen nhẹ nữa, thì chúng ta thấy rằng là cái co thắt phế quản như phần trình bày trước thì tôi đã đề cập, tức là nó là cái biểu hiện ra ngoài của cái tình trạng viêm đường thở của bệnh nhân nó chưa được kiểm soát. Thế và thực tế cho chúng ta thấy thì trong cái giai đoạn mà cửa sổ cơ hội, khi cửa sổ điều trị đấy, khi mà bệnh nhân tiếp xúc với dị nguyên, khi có các cái yếu tố kích phát thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là cái đáp ứng viêm của đường thở, đó là tăng cái tính cảm ứng của phế quản, và vì vậy cái biểu hiện ra ngoài đó là cái co thắt phế quản. Thế thì thực tế thì trong nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là gì ạ, cái ngày mà xuất hiện cái triệu chứng nặng nhất ấy,
mà khiến bệnh nhân phải phải nhập viện hoặc là phải điều trị đấy, thì người ta thấy trước đó khoảng độ 5 đến 7 ngày là bệnh nhân đã có cái dấu hiệu triệu chứng báo trước. Và đi kèm với nó thì trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy cái biểu đồ đầu tiên ấy, thì chúng ta thấy rằng là khi người ta đo cái nồng độ khí NO trong hơi thở ra ấy, thì người ta cũng thấy rằng là cái nồng độ này nó tăng cao hơn so với những ngày bình thường kiểm soát trước đó. Điều đó cho chúng ta thấy là gì ạ? Cái nền viêm, cái viêm của đường thở bắt đầu vượng lên, bắt đầu có những cái phản ứng. Và vì vậy khi mà hen bậc 3, bậc 4, bậc 5 ấy, người ta có những cái cơn triệu chứng ấy, thì chúng ta cần phải bổ sung luôn cái liều mà có cả ICS và có cả cái formoterol để cắt cơn. Và cái việc này thì nó đóng vai trò hết sức là quan trọng. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta dùng liệu pháp SMART như vậy đấy, chúng ta sẽ đạt được cái kiểm soát gọi là triệu chứng của bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân vượt qua được cái cơn cấp, cái nguy cơ xuất hiện đợt cấp mà với cái liều corticoid là thấp nhất. Thế còn nếu như bệnh nhân trì hoãn cái việc hít bổ sung cái budesonide formoterol liệu pháp SMART hoặc là gì ạ, bác sĩ trì hoãn cái việc cho bệnh nhân hít thêm đấy, thì bệnh nhân sẽ không kiểm soát được nền viêm, không kiểm soát được triệu chứng, người ta vào đợt cấp và cái liều corticoid lúc này ấy, thì nó lớn hơn gấp rất rất nhiều lần. Đó là chúng ta phải thấy là gì ạ, bệnh nhân dùng corticoid đường uống hoặc là bệnh nhân thậm chí phải dùng corticoid đường tĩnh mạch thì mới giúp họ vượt qua được cơn cấp. Và cái tổng liều corticoid như vậy thì nó sẽ rất là cao so với lại việc chúng ta chỉ tăng cái liều ICS đó là budesonide formoterol. Và so với cái liệu pháp duy trì khác ấy, thì chúng ta thấy rằng trong nghiên cứu COMPASS này, nghiên cứu AHEAD, thì chúng ta thấy rằng cái liệu pháp SMART này nó sẽ gì ạ, cái với cái liều ICS là thấp hơn từ 25 đến sấp xỉ 40% so với lại cái liệu pháp mà ICS liệu cao và LABA cũng như là SABA khi cần. Chúng ta thấy rằng hoàn toàn là không làm tăng cái liều ICS chúng ta sử dụng cho bệnh nhân, mà đồng thời chúng ta còn giúp cho bệnh nhân tránh được cái việc vào đợt cấp. Em xin cảm ơn sự chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Giác. Như vậy thì với những bệnh nhân mà hen đang điều trị từ bậc từ 3 tới 5 thì không những chúng ta cần phải dùng thuốc giảm phế quản tác dụng ngắn cắt cơn mà cả cần cả nền viêm, cả cần cả ICS để khống chế nền viêm. Như vậy liệu pháp SMART là một cái lựa chọn. Như vậy chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ tư, đó là cái tầm quan trọng của đợt kịch phát như thế nào và các yếu tố nào dự đoán vào đợt kịch phát. Thì như chúng ta biết là cái đợt kịch phát hen là một cái diễn tiến mà có thể xảy ra ở bất kỳ bệnh nhân điều trị ở bước nào, từ bước thấp nhất bước 1 cho đến bước 5, cũng như xảy ra ở cả những bệnh nhân tuân thủ tốt điều trị. Và các yếu tố khởi phát cái đợt cấp hen có thể là những virus, có thể là những vi khuẩn, có thể là các cái yếu tố dị ứng nguyên. Khi mà bệnh nhân tiếp xúc với những cái yếu tố mà khởi phát cơ nghe như vậy, khi mà đi bệnh nhân tiếp xúc những yếu tố như vậy đi vào trong đường thở bệnh nhân, thì các cái tế bào biểu mô, các tế bào trong đường thở bệnh nhân sẽ giải phóng ra các hóa chất trung gian gây viêm, các interleukin, và các hóa chất trung gian gây viêm này nó sẽ tác động lên đường ngược trở lại lên đường thở, làm cho cái niêm mạc cái đường thở nó phù nề lên, co thắt cơ trơn phế quản, tăng huyết chất nhầy, và tất cả những cái hậu quả đó làm hẹp lòng nhẫn khí, hẹp đường nhẫn khí và gây nên cái biểu hiện trên lâm sàng là khò khè, là khó thở, giống như chúng ta thấy là bệnh nhân vô cơ khò khè khó thở, nhưng cái nền ở bên dưới chính là cái nền viêm qua các cái hóa chất trung gian gây viêm. Thì như vậy thì cái yếu tố nào để giúp chúng ta dự đoán bệnh nhân này có khả năng rơi vào đợt kịch phát, và những bệnh nhân như thế nào thì dễ dàng rơi vào đợt kịch phát? Thì qua cái nghiên cứu của Batterman đang năm 2015 thì cho thấy rằng là ở những bệnh nhân đó mà đang điều trị với bước thứ tư so với bước thứ ba thì là tăng cái nguy cơ đợt kịch phát lên là 1,6 lần. Như vậy là ở những bệnh nhân mà càng nặng cần điều trị cái bước càng cao thì cái nguy cơ vào đợt kịch phát càng nhiều, và ở những bệnh nhân mà cái cần nhu cầu dùng thuốc cắt cơn á mà nhiều á thì cái nguy cơ vào đợt kịch phát cũng nhiều. Như vậy thì chỉ cần tăng lên một nhát thì cái khả năng rơi vào đợt kịch phát tăng lên là 1,15 lần, cũng như là cái chức năng hấp của bệnh nhân. Nếu mà chức năng hấp bệnh nhân xấu đó, cái FEV1 của bệnh nhân mà thấp hơn 10% so với cái giá trị bình thường tiên đoán thì nó cũng đã tăng lên đợt kịch phát lên là 1,11 lần. Và các cái thang điểm để kiểm soát hen, ví dụ như thang điểm ICV5, thì thang điểm ICV5 mà bệnh nhân có thang điểm ICV5 để kiểm soát hen mà thấp á, thì nó sẽ
nó sẽ làm tăng cái nguy cơ đợt kịch phát lên là 1,08 lần. Như vậy thì chúng ta thấy có nhiều cái yếu tố để dự đoán cái nguy cơ vào đợt kịch phát hen. Ở cái biểu đồ trên đây cho chúng ta thấy là ở cái trục trung đó là cái phần trăm có cái phần trăm bệnh nhân có cái đợt cấp là từ là này là 0 cho đến là 0,5, biểu đồ hơi nhỏ. Và ở cái trục hoành á là cái ở trục hoành là cái điểm số nguy cơ, thì chúng ta thấy là những bệnh nhân mà có điểm số nguy cơ càng cao á, tức là từ 0 đến 100, điểm số nguy cơ mà càng cao thì bệnh nhân càng có khả năng rơi vào đợt kịch phát. Và ở đây chúng ta thấy là có cái đường liền và đường ngắt đứt. Thì cái đường liền đó là bệnh nhân đang điều trị với cái liều cố định là ICS-3, tức là cái liệu pháp truyền thống. Và ở cái đường ngắt đứt á, tức là bệnh nhân này đang điều trị với cái liệu pháp SMAC là budesonide-formoterol vừa cắt cơn vừa khi cần. Thì thấy rằng khi mà xài liệu pháp SMAC á, thì cái phần trăm mà bệnh nhân có được kịch phát là thấp hơn so với cái liệu pháp truyền thống. Thì như vậy là qua cái ca lâm sàng cũng như những câu hỏi thảo luận thì chúng ta cũng đã biết cái vai trò của ICS trong cái việc khống chế nền viêm ở bệnh nhân hen cũng như là giúp kiểm soát triệu chứng ở bệnh nhân hen như thế nào rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào, chúng ta đã kết thúc cái phiên hội thảo và chúng ta sẽ đi vào những cái câu hỏi gọi là box test. Thì mời quý vị sẽ lựa chọn những cái câu trả lời đúng nhất cho những cái câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi đầu tiên mời quý vị lựa chọn, chúng ta sẽ có 3 lựa chọn mà. Câu hỏi đầu tiên là các yếu tố nguy cơ liên quan đến thuốc điều trị có thể dẫn đến đợt kịch phát hen theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế năm 2020 là gì ạ? Câu hỏi thứ hai là theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen ở người lớn và trẻ em lớn hơn 12 tuổi của Bộ Y tế năm 2020 thì các thuốc giảm triệu chứng được ưu tiên lựa chọn ở bệnh nhân hen từ bậc 3 đến bậc 5 là gì ạ? Đại đá của bác sĩ Kim Chi và phó giáo sư Vũ Văn Giáp. Các cái phần giải đáp này thì quý vị thấy là đều có nêu ra những cái bài báo và để có chứng cứ để thuyết phục. Thì qua ca lâm sàng này thì chúng ta thấy là sau khi mà điều trị một tháng đầu tiên luôn luôn chúng ta phải đánh giá kiểm soát. Cái mức kiểm soát hen thì có thể là tốt, có thể là một phần hoặc là chưa kiểm soát. Và như vậy thì nếu mà chưa kiểm soát chúng ta phải tìm một nguyên nhân. Thì thứ nhất là bệnh nhân có mắc bệnh đồng mắt hay không. Thứ hai là bệnh nhân còn phơi nhiễm với yếu tố kích phát hay không, chúng ta là chẩn đoán đúng là hen hay không, và cuối cùng là rất là quan trọng và rất là thường xuyên là cái kỹ thuật sử dụng bình hít của bệnh nhân là có đạt hay không. Nếu bệnh nhân mà gặp những cái khó khăn trong cái việc mà tay bóp miệng hít thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc, bình thuốc mà dễ sử dụng hơn, ví dụ như là bình hít định liều từ Heller. Thì tới đây thì chúng ta lại được tiếp xúc với giáo sư Chin Phúc Ri, là một giáo sư hết sức là nổi tiếng ở Hàn Quốc với phần phiên dịch rất là suôn sẻ của tiến sĩ Lê Đắc Bảo. Và trong cái phần trình bày của giáo sư Chin Phúc Ri này thì cũng như vậy, chúng ta đều được các cái bài báo để minh chứng cho cái phần câu hỏi và cái lý thuyết cơ bản của cái việc sử dụng vừa ngừa cơn vừa cắt cơn, tên là SMART của Budesonide và Formoterol. Đặc biệt trong phần trình bày của giáo sư Chin Phúc Ri thì chúng ta được học thêm các cái cơ chế của cái Budesonide để mà hỗ trợ cho cái việc làm giảm thế quản. Phần cuối cùng thì thạc sĩ Kim Chi và phó giáo sư Vũ Văn Giáp đã trả lời các câu hỏi hết sức là thường xuyên và có lẽ tất cả các bác sĩ đều đặt ra cho ngay nên điều trị theo triệu chứng là như thế nào, thế nào là dùng thêm thuốc khi cần, và khi mà mình dùng ICS hoặc Moderol để cắt cơn thì có quá liều hay không. Thì đã có những cái nghiên cứu chứng minh rằng khi mà chúng ta dùng cái liều pháp SMAC thì tổng liều ICS lại thấp hơn là do dùng cả cái phương pháp truyền thống, và quan trọng là cái đợt kịch phát lại thấp hơn. Cái điều này đã được Kine xác nhận từ lâu về cái hiệu quả của công nghệ plasma.
Và dĩ nhiên là cái tầm quan trọng của đợt kịch phán thì tất cả chúng ta đều biết là nó nguy hiểm như thế nào, tốn kém như thế nào, và đặc biệt là có thể dẫn đến tử vong. Thì chúng tôi nghĩ là tất cả các bạn đều đã được học hỏi rất là nhiều từ cái phiên này, và xin mời các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi cái chương trình FIDE gặp gỡ chuyên gia tiếp về hướng tiếp cận mới trong quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với các chuyên gia, giáo sư Jan Wolper, đây là một giáo sư hết sức là nổi tiếng ở thế giới và ở châu Á này, giáo sư Christopher Hui ở Hồng Kông, giáo sư Kitty Pong ở Thái Lan và giáo sư Bạc Mai Kul ở Ấn Độ. Vào ngày 27 tháng 9, 8:30 Chủ nhật, tức là ngày mai. Và sau đó thì chúng ta có một chương trình khác là những tiến bộ mới trong quản lý hen phế quản, cũng rất là đặc biệt. Đây là một chương trình cập nhật từ Hội nghị Hô hấp châu Âu ERS vào lúc 12 giờ tới 13 giờ 30 thứ 6 ngày 30 tháng 10 2020. Thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả các chuyên gia đã tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn công ty AstraZeneca và bộ phận kỹ thuật. Xin chào các bạn.